hộ hoa cao thủ tại đô thị, Hạ Thiên. chương 721, người ta sẽ nói tôi thiên vị. Tổ trưởng ám tổ có cái gì tốt, để cho Triệu Minh Phong làm là được. Hạ Thiên vẫn không có hứng thú gì với chức vụ tổ trưởng ám tổ. Nhưng tổ trưởng vẫn luôn hy vọng cậu có thể giữ chức vụ này. Mị Nhi có chú tức giận, nàng thật sự không muốn cho Hạ Thiên làm, nhưng khốn nổi hắn lại liên tục từ chối. Anh ta hy vọng thì tôi sẽ làm sao? Đúng là mất mặt. Hạ Thiên ra vẻ không cho là đúng. Mị Nhi rất muốn bóp chết Hạ Thiên, cho làm tổ trưởng ám tổ mà còn nói là mất mặt. Tôi và Mộc Hàm đều hy vọng cậu có thể làm tổ trưởng ám tổ. Mị Nhi cố gắng nhịn xúc động muốn lật cổ Hạ Thiên, nàng hạ giọng nói. Như vậy sao? Hạ Thiên ngẩn ngơ, nhưng hắn cũng không tình nguyện. Vợ Mị Nhi, làm tổ trưởng ám tổ rất nhàm chán, tam sư phụ của tôi nói, mỗi năm ông ta phải chạy ra nước ngoài rất nhiều lần tôi cũng không muốn chạy khắp nơi, chẳng có gì hay cả. Cậu không cần làm gì cả, chỉ cần cậu lấy thân phận tổ trưởng ám tổ trên danh nghĩa, cậu có tình nguyện không? Nghị Nhi cam giận nói. Hạ Thiên chăm chú suy ngẫm một lúc, sau đó hắn hỏi. Vợ Mỹ Nhi, nếu tôi làm tổ trưởng ám tổ, như vậy chỉ có phải là thủ hạ của tôi? Nói nhảm. Nghị Nhi tức giận nói. Có phải chị sẽ nghe lệnh tôi? Hạ Thiên lại hỏi. Đúng vậy. Nghị Nhi trả lời. Tôi bảo chị bỏ kính dâm xuống để hôn tôi một cái được không? Hạ Thiên tiếp tục hỏi. Audio điện tử võ tấn bền. Nghị Nhi thiếu chút nữa đã tan vỡ. Người này muốn lên làm tổ trưởng ám tổ để ra lệnh như vậy cho nàng sao? Tất nhiên là không thể. Nghị Nhi tức giận nói. Dù cậu là tổ trưởng ám tổ, tôi nhiều nhất cũng chỉ nghe lời cậu trong việc công, việc tư thì không. Chẳng có chỗ tốt nào, tôi không muốn làm hạ thiên tỏ ra thất vọng hắn lập tức mất hứng thú chồng cũng không phải không có gì tốt giọng nói quyến rũ của Mộc hàm truyền đến sau đó nàng tiếp tục cậu xem nếu cậu là tổ trưởng ám tổ như vậy sẽ không ai dám ước hiếp tôi và mỹ nhi cậu nói có đúng không chúng tôi là vợ cậu chúng tôi có được chỗ tốt không phải chỗ tốt của cậu sao hạ thiên suy nghĩ lại sau đó gật đầu điều này cũng đúng chồng thế này đi cậu sao lại không đồng ý làm tổ trưởng ám tổ? Dù sao thì cậu làm tổ trưởng ám tổ cũng có thời gian giống như trước đó, không cần làm gì cả, cậu thích nghĩ gì thì làm đó, cậu muốn đi đâu thì cứ đi. Nhưng thật sự lại rất có lợi cho chúng tôi, chuyện tốt như vậy mà cậu không đồng ý sao? Mộc Hàm nói rất quyến rũ, giọng điệu có chút nũng nịu. Được rồi, tôi làm là được. Hạ Thiên cuối cùng cũng đồng ý. Chồng cũng là cậu tốt nhất. Mộc Hàm rất hưng phấn. Nàng cũng không quan tâm trong nhà ăn có nhiều người mà hôn lên mặt Hạ Thiên một cái. Mị Nhi ở bên cạnh không biết nói gì hơn, quả nhiên Mộc Hàm hiểu rõ tên sắc lang này, chỉ vài câu đã thu phục được hắn, sớm biết như vậy thì nàng không nên nhiều lời. "Vợ Mị Nhi, còn chị." Hạ Thiên lúc này nhìn sang Mị Nhi, hắn dùng giọng chăm chú hỏi. Mị Nhi chợt cảm thấy khó hiểu. "Cái gì của tôi?" Hạ Thiên không nói gì, hắn chỉ vào mặt mình. "Có ý gì?" mị nhi vẫn chưa hiểu vợ mị nhi hôn tôi một cái hạ thiên dùng ánh mắt chuyên chú nhìn mị nhi chị xem vợ tóc vàng đã hôn bên kia rồi còn thiếu bên này như vậy chị phải hôn bên này nếu không người ta sẽ cảm thấy tôi thiên vị mị nhi chợt ngẩn ngơ sau đó nàng tức giận nói còn lâu vợ mị nhi chị đúng là quá keo kiệt hạ thiên có chút mất hứng keo kiệt thì keo kiệt dù sao tôi cũng không muốn hôn cậu Mỹ Nhi tức giận nói, trong đầu Hạ Thiên không biết có suy nghĩ cổ quái gì, vì sao luôn đưa ra những hành động khó tưởng như vậy. Chồng, ăn cơm thôi. Mộc Hàm có chút buồn cười, nhưng nàng vẫn nhịn không cười lớn. Cuối cùng Hạ Thiên cũng không thể để cho Mỹ Nhi phải hôn mình, vì vậy mà ba người cùng dùng cơm trưa, sau đó mọi người cáo biệt. Hạ Thiên quay về khách sạn cùng An Khả Khả đi đến chỗ đã đặt vé máy bay lúc trưa, hơn 5 giờ chiều hai người cùng bay về Giang Hải. Tin tức Hạ Thiên rời khỏi thủ đô lập tức được đám người chú ý đến hắn nghe được, những gia tộc nhỏ vì lý gia và tôn gia diệt vong mà cẩn thận nơm nấp bây giờ nghe được tin tức này thì cực kỳ vui mừng. Những thành viên gia tộc trước kia phải nghe lệnh an phận lập tức điện thoại cho bạn bè người thân chuẩn bị mở một cuộc party điên cuồng chúc mừng ngôi sao tai họa Hạ Thiên bỏ đi. Nghe nói đêm đó ngay cả cục trưởng cục công an thủ đô la dân sinh cũng khui một chai mau đài, bình thường lão rất ít khi uống rượu nhưng bây giờ lại làm một hơi nửa bình đây không phải là mượn rượu giải sầu, đó là cao hứng. Tất nhiên cũng có những người cảm thấy kinh ngạc vì Hạ Thiên bỏ đi, ngay cả triệu công tử cũng nghĩ không ra vì sao hắn lại đi đột nhiên như thế. Nhưng đối với hắn thì Hạ Thiên bây giờ rời khỏi thủ đô cũng coi như chuyện tốt. Còn triệu hiểu chắc thì cực kỳ vui sướng, Hạ Thiên cuối cùng cũng đi, thủ đô sắp trở thành thiên hạ của tiểu triệu công tử hắn. 7 giờ rưỡi đêm đó có một cặp nam nữa đi ra sân bay Giang Hải, hai người không quá lớn tuổi, nam chưa đủ 20, nữ đeo một cặp kính dâm rất lớn, không thấy rõ tướng mạo nhưng có lẽ cũng chưa đến 20. Hai người này không mang theo hành lý, cũng chẳng có túi lớn bọc nhỏ gì cả, hai người nắm tay nhau, nhìn qua có vẻ là một cặp tình nhân. Bây giờ là buổi tối, động tác của hai người cũng không có gì là đặc biệt, vì vậy cũng không làm cho mấy người chú ý. Ai cũng không ngờ hai người bọn họ một là An Khả Khả nổi danh đỉnh đỉnh, người khác chính là nhân vật truyền thuyết cao cấp thành phố Giang Hải, là Hạ Thiên. Bên kia có taxi. Khi đi ra cửa sân bay thì An Khả Khả chỉ về phía trước nói: "Không cần ngồi taxi, có người đến đón." Hạ Thiên nhìn lướt qua, sau đó hắn thấy một chiếc Cadillac, vì vậy kéo An Khả Khả đi tới. Có hai người đứng bên cạnh chiếc Cadillac, đó là Kiều Đông Hải và Tô Tiểu Sán. "Hạ Thiên, hoan nghênh cậu trở về." Kiều Đông Hải nhiệt tình chào hỏi Hạ Thiên. Tô Tiểu Sán cũng mỉm cười. Hạ Thiên, sớm biết cậu về sớm như vậy thì tôi cũng ở lại thủ đô chơi thêm một chút, sau đó cùng về với cậu. Sao hai người các anh lại ra đón tôi? Hạ Thiên có chút kỳ quái. À, Tiểu Kiều có chút chuyện, đáng lý sẽ cho Phượng Nhi ra đón cậu, nhưng Phượng Nhi đang rất giận dỗi, vì vậy mới không ra, dứt khoát để tôi và Tô Tiểu Sán đến đây. Tiểu Sán nghe nói cậu về nên cùng đi. Kiều Đông Hải giải thích một câu, sau đó tầm mắt rơi lên người An Khả Khả vị này là... Chào anh, tôi là An Khả Khả. An Khả Khả tháo kính dâm xuống nói. Kiều Đông Hải chợt ngẩn ngơ, hắn và Tô Tiểu Sán đưa mắt nhìn nhau, trong lòng có một ý nghĩ, lại có một thiếu nữ bị hạ thiên gây hỏa. chương 722, làm chỗ này của tôi nhỏ đi. Khi Hạ Thiên về đến Kiều ra thì đã là 8 giờ tối. Khi đi vào biệt thự của Kiều Tiểu Kiều thì Hạ Thiên thấy một thiếu nữ từ trên lầu đi xuống, nhưng nàng không phải là Kiều Tiểu Kiều, là Kiều Phượng Nhi. Hạ Thiên, anh là tên khốn kiếp. Khi thấy mặt Hạ Thiên thì Kiều Phượng Nhi đã phóng đến, nàng ra vẻ muốn liều mạng với hắn. Tất nhiên nàng cũng không muốn thật sự liều mạng với hắn, vì nếu nàng liều mạng thì kẻ có hại là chính mình. An khả khả mỉm cười ngây ngốc, trong lòng có chút bất an, chẳng lẽ đây là bạn gái của Hạ Thiên, khi thấy hắn mang người tình quay về thì nổi giận sao? Hạ Thiên nhìn chằm chằm vào Kiều Phượng Nhi một lúc lâu, nửa ngày sau hắn mới lên tiếng tức giận làm gì, tôi không phải cho ngực cô thành lớn một chút thôi sao? Thật ra cũng không phải rất lớn, mới 32D mà thôi. 32D mà thôi. An Khả Khả không khỏi cúi đầu nhìn ngực mình, vì vậy mà nàng có chút tự ti, mình chỉ là 32B mà thôi. Thực tế 32B cũng không tính là nhỏ, thân thể An Khả Khả nhỏ nhắn xinh xắn, ngực tuy không lớn nhưng vừa đúng. Nếu nàng có bộ ngực 32D thì quá khủng bố dáng người mảnh khảnh mà có bộ ngực lớn như vậy thì rõ ràng quá trầm trọng. Anh, anh là Lưu Manh, tóm lại anh phải nghĩ biện pháp làm cho ngực tôi nhỏ xuống. Kiều Phượng Nhi thở phì phò nói, trước kia cùng Kiều Tiểu Kiều đến trường thì ai cũng xem Kiều Tiểu Kiều là tiêu điểm, nhưng bây giờ khi Kiều Phượng Nhi đi cùng Kiều Tiểu Kiều, người ta thường chú ý đến Kiều Phượng Nhi, chẳng qua chỉ vì bộ ngực của nàng quá lớn. Điều này, thành lớn thì dễ mà nhỏ đi thì hơi khó. Hạ Thiên Trân Thành nói. Cô thật sự muốn nhỏ đi sao? Nói nhảm, tất nhiên là muốn. Kiều Phượng Nhi thở phì phò nói. Muốn nhỏ trở lại thì phải dùng tay xoa bóp, mỗi ngày 10 phút, liên tục một tháng, nói chung có thể từ D thành C. Hạ Thiên lười biếng nói. Cái gì? Kiều Phượng Nhi đỏ bừng mặt. Chẳng lẽ không phải chỉ cần dùng châm đâm vài cái sao? Tất nhiên là không. Hạ Thiên cười hì hì. Nhưng cô chỉ là vệ sĩ của vợ tôi, cũng không phải vợ tôi, Tôi chỉ có thể mát xa ngực cho vợ. Nếu tôi xoa ngực cho cô, chẳng phải bị cô chiếm tiện nghi sao? Anh? Kiều Phượng Nhi thiếu chút nữa thì giận chết ngất, Hạ Thiên mát xa ngực cho nàng mà dám nói nàng chiếm tiện nghi sao? Tóm lại bây giờ tôi sẽ không giúp ngực cô nhỏ đi, thật ra tôi cảm thấy cô bây giờ rất tốt, chẳng lẽ cô không thấy ngực lớn làm dáng người tốt lên sao? Hạ Thiên dùng giọng không chút hoang mang nói. Anh đúng là quân khốn kiếp. Kiều Phượng Nhi tức giận mắng Hạ Thiên lúc này có chút mất hứng. Này, cô đừng mắng tôi chứ, nếu tiếp tục mắng thì tôi sẽ cho ngực cô phát triển, một tháng sau từ D sẽ thành G. Cái gì? Vẻ mặt Kiều Phượng Nhi chợt biến đổi lớn, nàng không nhịn được phải khóc nức nở. Anh, 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 anh nói ngực tôi còn tiếp tục lớn. Đúng vậy. Hạ Thiên gật đầu chân thành. Nhưng nếu sau này cô khách khí một chút, bảo vệ vợ tôi tốt một chút, bây giờ tôi có thể cho cô hai châm, ngực sẽ không lớn nữa. Kiều Phượng Nhi thật sự không dám tiếp tục mắng Hạ Thiên, bây giờ ngực lớn như vậy nàng còn miễn cưỡng tiếp nhận, nếu còn tiếp tục lớn hơn thì sợ rằng nàng sẽ phải đi giải phẫu thẩm mỹ. Hạ Thiên thấy Kiều Phượng Nhi đã thành thật cũng có chút thỏa mãn, hắn lấy ra ngân châm nhanh chóng đâm lên bộ vị bắt mắt của nàng vài châm, sau đó cười hì hì nói: "Được rồi, sẽ không lớn nữa đâu." Kiều Phượng Nhi không nói một lời nào, nàng xoay người chạy lên lầu. Này anh thật sự có biện pháp biến nhỏ thành lớn sao? An khả khả kéo tay Hạ Thiên rồi khẽ hỏi. Tất nhiên là có thể. Hạ Thiên trả lời. À, cho cái đó của em lớn lên một chút được không? An khả khả đỏ mặt. Chỉ cần lớn thêm một chút là được, nhiều nhất là C, hình như bây giờ em quá nhỏ. Dùng châm kích thích sẽ không tốt lắm, thôi thì để tự nhiên vẫn tốt hơn, bây giờ em như vậy là được, anh rất thích. Hạ Thiên không đồng ý yêu cầu của An Khả Khả. Thật vậy sao? An Khả Khả có chút lo lắng. Anh thật sự thích sao? Tất nhiên là thật. Hạ Thiên gật đầu khẳng định. An Khả Khả cuối cùng cũng yên lòng, chỉ cần Hạ Thiên thích là được, nàng cũng không cần làm cho ngực mình lớn lên. Kiều Đông Hải và Tô Tiểu Sán ở bên cạnh không khỏi lắc đầu, một ngôi sao thanh khiết lại bị Hạ Thiên biến thành như vậy, đúng là chẳng còn gì. Trong một âm thanh động lòng người chợt vang lên, Lúc này Kiều Tiểu Kiều đã xuất hiện, nàng cùng Kiều Hoàng Nhi đi xuống lầu, sau đó phóng vào lòng Hạ Thiên. "Vợ, hình như em gầy đi một chút." Hạ Thiên ôm Kiều Tiểu Kiều, hắn có chút không hài lòng. "Em ăn quá ít, sau này cần ăn nhiều hơn." "Biết rồi, chồng." Kiều Tiểu Kiều cười thản nhiên, sau đó nàng quay sang nhìn An Khả Khả. "Em là Khả Khả sao? Chị là Tiểu Kiều, chị lớn hơn em 2 tuổi, sau này cứ gọi là chị Tiểu Kiều." "Vâng." Chị Tiểu Kiều. ăn Khả Khả chợt ngẩn ngơ, khoảnh khắc này nàng chợt sinh ra cảm giác được sủng ái mà kinh hoàng. Thật ra trước đó nàng có nghe về chuyện của Hạ Thiên và Kiều Tiểu Kiều, nhưng nàng chỉ quên thuộc nhất một mình Diệp Mộng Oánh bên cạnh Hạ Thiên, cũng chưa nói có quen biết với Kiều Tiểu Kiều. "Chồng, chuyện của Khả Khả em đã biết vài phần trên mạng, chuyện người đại diện Trần Di là thế nào?" Kiều Tiểu Kiều mở miệng hỏi. "Cũng không có gì, cô ta muốn bán Khả Khả bằng 10 triệu mà thôi." Hạ Thiên Thuận miệng nói: "Đúng rồi, Mễ Hồng kia có liên quan đến việc này." "Mễ Hồng sao?" Kiều Tiểu Kiều nhíu mày. "Lần trước bị dạy cho một bài học vẫn chưa đủ à?" "Không biết, sau này có thời gian sẽ cho cô ta một bài học." Hạ Thiên Thuận miệng nói một câu, sau đó hắn quay sang nhìn Kiều Đông Hải. "Đúng rồi, anh đi tìm cho Khả Khả một người đại diện đáng tin cậy một chút, cũng tìm luôn hai vệ sĩ cho cô ấy." "Được." kiều đông hải đồng ý hạ thiên hay cậu dứt khoát cho an tiểu thư sang công ty của tôi đi đại ca chuyện này không cần gấp trước hết cho an khả khả nghỉ ngơi đã kiều tiểu kiều nói được dù sao cũng là người một nhà những chuyện này sẽ thương lượng sau kiều đông hải khẽ gật đầu khả khả tối nay em ngủ lại đây chỉ có một số việc cần thương lượng với chồng bây giờ cũng không thể chiêu đãi em được kiều tiểu kiều nói với an khả khả chương 723, thôn nữ dưới thanh phong sơn. Chồng, chuyện ở thủ đô đã xong hết chưa? Sau khi quay lại phòng thì Kiều Tiểu Kiều dịu dàng hỏi. Còn chưa xong, nhưng cũng không thể nóng lòng nhất thời, sau này làm cũng được. Hạ Thiên trả lời. Hôm nay chuyện em nói rất quan trọng, cần phải xử lý trước rồi nói sau. Kiều Tiểu Kiều cười dịu dàng. Thật ra, chồng, anh cũng không nên về nhanh như vậy làm gì, chuyện này dù phải xử lý nhưng cũng khó thể xong ngay, hơn nữa trong lúc ngắn hạn sẽ chẳng ảnh hưởng đến chị Nguyệt. Anh sợ về muộn sẽ xảy ra vấn đề, thôi thì về sớm cho rồi. Hạ Thiên trả lời, sau đó hắn hỏi một câu. Đúng rồi, Dương San kia còn học ở Đại học Giang Hải không? Còn, nhưng, chồng, bây giờ đã trễ, chúng ta hay là để ngày mai rồi đi tìm cô ấy sau. Kiều Tiểu Kiều khẽ nói. Lần này anh đi gần một tháng, Chị Băng Băng và các chị khác cũng rất ngóng trông, hay là anh đi liên lạc với các chị ấy đi." Hạ Thiên suy nghĩ rồi nói, "Tôi quyết định sẽ cho cảnh sát tỷ tỷ một tin vui, chờ ngày mai đi tìm Dương San, sau đó đi tìm cảnh sát tỷ tỷ." Hạ Thiên dừng lại một chút rồi có chút tò mò. "Đúng rồi, chị Mộng không có ở đây sao?" "Chị Mộng à." Kiều Tiểu Kiều lộ ra nụ cười cổ quái. "Chị ấy đang học lái xe, không có ở đây." "Lái xe sao?" hạ thiên thầm nghĩ chị mộng sao lại đi học lái xe ngay cả hắn cũng còn chưa học đúng rồi chồng dương san ở bên kia có vài bức tranh anh có sang xem không kiều tiểu kiều hỏi hạ thiên lắc đầu không anh nên xem qua em thấy những bức tranh của cô ấy đều vẻ thanh phong sơn xem ra cô ấy cũng ở gần đấy nhưng chồng chắc chắn sẽ quen thuộc hơn kiều tiểu kiều kéo hạ thiên đến bên cạnh máy tính sau đó nàng lên mạng và vào một diễn đàn du lịch mở một topic. Thanh Phong Sơn nhân gian tiên cảnh. Tuy tiêu đề của topic không có gì đặc biệt nhưng bây giờ số lượt xem lại đến mức kinh người, đã vượt qua hơn 10 triệu lượt, mà người chủ topic cũng có nickname rất phong cách, tên là Thôn Nữ Dưới Thanh Phong Sơn. Mở topic ra thì bên trong là những bức tranh vẽ về Thanh Phong Sơn, cũng có hình ảnh, núi non rất đẹp, có thể thấy bản lĩnh của chủ topic là tương đối khá nhưng trong topic thì phần hấp dẫn người ta nhất chính là những bức tranh chồng anh xem những bức tranh này thật ra đây cũng không phải chụp lại đều dùng tay vẽ ra kiều tiểu kiều chỉ vào một bức tranh phong cảnh nói với hạ thiên chất lượng những bức tranh này là rất cao có thể so sánh với những họa sĩ chuyên nghiệp hơn nữa còn phải là người cực kỳ quen thuộc thanh phong sơn mới có thể vẽ được như vậy đúng vậy những bức tranh này rất giống quả thật là hình ảnh thanh phong sơn Hạ Thiên gật đầu, sau đó lại có chút bất mãn. Dương San này thích vẽ cũng không sao, nhưng tại sao phải úp lên mạng? Đúng là, muốn gây phiền toái cho chúng ta sao? Chồng, thật ra chúng ta cũng không trách được cô ấy. Kiều Tiểu Kiều có chút bất đắc dĩ. Căn cứ vào những gì em biết thì thôn Thanh Phong chỗ Dương San rất nghèo khó, hơn nữa cô ấy lại là sinh viên đầu tiên của thôn, vì vậy nàng muốn làm cho thôn mình một vài chuyện. Bây giờ du lịch phát triển, Dương San thấy trên những sách hướng dẫn không có tư liệu về núi Thanh Phong, vì thế nàng muốn thu hút khách vào đó du lịch, như vậy có thể cải thiện được cuộc sống của thôn dân. Nhưng cô ấy làm như vậy thì người ta sẽ đến quấy giày thần tiên tỷ tỷ, tôi thật sự muốn cho cô ấy ăn đòn. Hạ Thiên có chút tức giận, hắn sở dĩ phải vội vàng quay về cũng chỉ vì Dương San gây ra chuyện này, nếu không hắn vẫn còn đang ở thủ đô. Được rồi, chồng, anh đừng nóng, chúng ta sẽ có biện pháp giải quyết. Kiều Tiểu Kiều an ủi Hạ Thiên một câu. Thật ra Dương San cũng không ngờ có tiếng vang lớn như vậy, bây giờ topic của cô ấy đã rất nóng, cũng không phải vì Thanh Phong Sơn thật sự đẹp, chủ yếu là vì những bức tranh của cô ấy làm người ta hiếu kỳ. Topic này trở nên nổi tiếng cũng được coi là kỳ tích, cái gọi là thôn nữ dưới Thanh Phong Sơn chính là nickname mà Dương San đã đăng ký, nàng muốn giới thiệu khung cảnh Thanh Phong Sơn cho người khác, tất nhiên không thể thiếu cảnh thật. Khốn nổi nàng không có điện thoại mà chẳng có camera, dù có thì bây giờ nàng đang ở trường cũng không thể về Thanh Phong Sơn. Cuối cùng nàng cũng chỉ còn cách vẽ phong cảnh của Thanh Phong Sơn theo trí nhớ, sau đó được các bạn cùng phòng ký túc xá trợ giúp, được đưa lên mạng. Khi đám người trên mạng thấy topic này có hình ảnh thì súm nhau lại xem, vì vậy mà nổi tiếng. Khi topic nổi tiếng thì những phong cảnh tươi đẹp của Thanh Phong Sơn cũng làm người ta chú ý, ngày lễ quốc khánh cũng có nhiều người đến Thanh Phong Sơn. Sau khi đám người này quay về không những đưa ra những lời ca ngợi trắng trợn, hơn nữa còn có rất nhiều hình ảnh được đưa lên, Thanh Phong Sơn thật sự nổi tiếng. Đáng lý ra Kiều Tiểu Kiều cũng không quan tâm đến vấn đề này, nhưng hôm nay nàng đột nhiên có được tin tức, có công ty cố ý khai phá du lịch ở Thanh Phong Sơn, bọn họ đang liên lạc với Dương San. Nghe nói cổ quân địa phương vùng núi Thanh Phong Sơn đang muốn thúc đẩy du lịch. Tuy điều này chưa phải là thật nhưng Kiều Tiểu Kiều đã cảm thấy vấn đề không đúng nếu Thanh Phong Sơn thật sự được trương ra thì cảnh tượng địa phương sẽ bị phá hư, nếu như vậy thì chị Nguyệt Thanh Nhã có thể gặp phiền toái. Hạ Thiên và Kiều Tiểu Kiều biết thân thể của Nguyệt Thanh Nhã có chút vấn đề, dù Hạ Thiên không biết thần tiên tỷ tỷ mà mình yêu tha thiết có bệnh gì, nhưng hắn biết thần tiên tỷ tỷ khó thể rời khỏi Thanh Phong Sơn, vì hoàn cảnh của Thanh Phong Sơn có tác dụng giảm bớt đối với căn bệnh của nàng. Nếu Thanh Phong Sơn bị khai phá rối loạn, như vậy bệnh tình của Nguyệt Thanh Nhã sẽ không xong, vì vậy Hạ Thiên mới phải quay về giang hải để xử lý chuyện này, đối với hắn thì thần tiên tỷ tỷ cực kỳ quan trọng. "Vợ, nếu không anh cho người xóa bỏ topic này, như vậy còn chuyện gì nữa không?" Hạ Thiên suy nghĩ rồi nói. "Chồng, bây giờ đã quá muộn rồi." Kiều Tiểu Kiều lắc đầu. "Theo em suy đoán thì Thanh Phong Sơn sẽ được chính quyền địa phương tiến hành khai phá du lịch, sợ rằng sự thật này khó thể thay đổi." "Vợ, vậy chúng ta phải làm sao cho tốt đây?" Hạ Thiên cũng không rõ phương diện này, hắn chỉ bị ít hỏi thăm người vợ thiên tài Kiều Tiểu Kiều. chương 724, mua lại Thanh Phong Sơn. Chồng, bây giờ em thấy nếu để người khác không biết đến Thanh Phong Sơn là điều không thể, chỉ cần chính quyền địa phương Thanh Phong Sơn tiếp tục tuyên truyền thì sợ rằng sẽ có nhiều công ty du lịch muốn vào đây khai thác. Em cảm thấy muốn tránh cho nơi đó bị khai phá là điều không thể. Kiều Tiểu Kiều rõ ràng đã sớm suy xét chuyện này. Nhưng, nếu thật sự khai phá cũng không phải không phá hư hoàn cảnh, nhưng nếu giao cho người khác khai phá, sợ rằng chúng ta không thể nào khống chế, vì vậy em cảm thấy không bằng chúng ta tự mình đi khai phá thì hay hơn. Khi thấy Hạ Thiên còn tỏ vẻ chưa hiểu thì Kiều Tiểu Kiều bổ sung. Trông, em đã điều tra rồi, Thanh Phong Sơn thuộc về địa phận của huyện Mộc Dương, đây là một huyện nghèo, nếu muốn khai phá Thanh Phong Sơn thì cần một nguồn tài chính khổng lồ, chính quyền địa phương căn bản không tìm đâu ra khoản tài chính này. Vì vậy bọn họ sẽ cố gắng kêu gọi đầu tư. Chúng ta hoàn toàn có thể đầu tư vào mua quyền khai phá Thanh Phong Sơn, đến lúc đó chúng ta có thể làm theo ý mình, đảm bảo hoàn cảnh địa phương sẽ không bị phá hoại. Này, vợ, nói như vậy thì chúng ta chỉ cần bỏ chút tiền ra mua lại Thanh Phong Sơn là được phải không? Hạ Thiên đã hiểu ra. Đúng vậy, nhưng cần phải làm phức tạp hơn, ngày mai chúng ta sẽ liên lạc với Dương San, sau đó chúng ta liên hệ với chính quyền huyện Mộc Dương đánh tiếng trước, sau đó sẽ quyết định cụ thể. Kiều Tiểu Kiều khẽ gật đầu. Thật ra nếu bên kia thật sự thích hợp khai phá du lịch thì cũng chưa chắc không phải là chuyện tốt, như vậy sau này chúng ta ra vào sẽ thuận tiện hơn. Đợi đến khi bệnh tình của chị Nguyệt tốt lên thì chúng ta có thể rời khỏi Thanh Phong Sơn bất cứ lúc nào, đối với những chúng ta cũng có lợi. Vậy thì tốt, anh sẽ mua lại Thanh Phong Sơn, dù sao bây giờ anh cũng có tiền. Hạ Thiên lập tức yên lòng, hắn có 30 tỷ tuy bây giờ đang dùng để làm nhà nhưng hắn nhớ tiền đa đa đã từng nói rõ, mua nhà cửa này nọ chỉ mất hơn 10 tỷ, còn lại 20 tỷ, muốn mua thanh phong sơn cũng không có vấn đề. Kiều tiểu kiều lại không lạc quan như vậy, những năm gần đây nhiều tiền chưa chắc đã tốt, tất nhiên nàng thấy dù có vấn đề gì thì cuối cùng cũng phải làm tốt sự việc này trước, vì thế nàng cũng không muốn dội cho hạ thiên một gáo nước lạnh. Chồng, anh đói bụng chưa? Kiều Tiểu Kiều không tiếp tục nói về Thanh Phong Sơn, nàng quan tâm đến Hạ Thiên tuy nàng biết rõ hạ thiên đã dùng cơm trên máy bay nhưng đối với hắn thì vấn đề là có no bụng hay không không đói bụng hạ thiên thật sự đã ăn no trên máy bay nhưng bây giờ hắn không tự chủ được phải ngáp một cái tối qua ngủ hơi muộn hôm nay lại dậy khá sớm tất nhiên có chút dã rời chồng anh mệt thì đi nghỉ sớm một chút kiều tiểu kiều vội vàng nói được rồi hạ thiên thật sự rất mệt hắn nằm ngay xuống giường Khoa du lịch trường Đại học Giang Hải cũng không có quá nhiều sinh viên, mỗi một năm chỉ tuyển 50 người, chương trình học cũng rất nhẹ. Dù bây giờ vấn đề du lịch rất nóng nhưng trường Đại học Giang Hải lại không quá chú ý đến ngành này, nhưng trước nay khoa du lịch rất được hoan nghênh, nguyên nhân rất đơn giản, vì khoa du lịch có rất đông sinh viên nữ, hơn nữa phần lớn đều rất xinh đẹp. Lớp du lịch năm nay lại có vẻ danh tiếng hơn những khóa trước, trong đó nổi tiếng nhất chính là người gần đây tuyên truyền cho du lịch Thanh Phong Sơn, là Dương San. Dương San vừa tuyên truyền cho Thanh Phong Sơn lại vừa tuyên truyền cho chính mình, bây giờ tất cả sinh viên trường Đại học Giang Hải đều biết người có nickname, thôn nữ dưới Thanh Phong Sơn chính là Dương San sinh viên khoa du lịch. Đây là một thôn nữ đến từ núi Thanh Phong Sơn, tùy cách ăn mặc quê mùa nhưng làm cho người ta cảm nhận được sự thanh thuần, tinh khiết, làm người ta sinh ra cảm giác dù nàng là thôn nữ thì cũng là thôn nữ đẹp nhất. Vị trí bảo tạo hoa hậu giảng đường trường Đại học Giang Hải của Kiều Tiểu Kiều đã được giữ 3 năm cũng lần đầu tiên có uy hiếp, dù luận về dung mạo hay ra thế thì Dương San vẫn rất chênh lệch so với Kiều Tiểu Kiều, nhưng nếu so sánh với một Kiều Tiểu Kiều cao cao tại thượng khó thể tiếp cận thì Dương San lại bình dị gần gũi. Điều này vô tình làm cho Dương San ghi điểm, mà quan trọng là trước đây không lâu người ta phát hiện ra Kiều Tiểu Kiều đã có chủ, là bạn trai của Hạ Thiên. Một người đẹp cao cao tại thượng đã có bạn trai, một cô gái đến từ nông thôn bình dị gần gũi còn chưa có người yêu, tất nhiên nếu so sánh thì đám đàn ông tình nguyện bỏ qua kiều tiểu kiều để giúp đỡ Dương San. Bây giờ diễn đàn trường Đại học Giang Hải đang ồn ào chuyện bình chọn hoa hậu giảng đường, bọn họ cho rằng Dương San nên thay thế vị trí của kiều tiểu kiều. Một cuộc bình chọn bùng nổ nhưng cuối cùng căn cứ vào kết quả đầu phiếu thì người giúp kiều tiểu kiều vẫn chiếm đa số, giúp Dương San cũng không ít, mà tranh lệch giữa hai người đã là rất nhỏ. Cuối cùng Kiều Tiểu Kiều vẫn là hoa hậu giảng đường trường đại học Giang Hải, nhưng Dương San cũng được đánh đồng với Kiều Tiểu Kiều, nghe nói bây giờ có không ít nam sinh phát động thế tấn công với Dương San. Bọn họ cảm thấy theo đuổi Kiều Tiểu Kiều căn bản là không thành công, nhưng nếu muốn tán đổ Dương San thì thật sự không khó khăn như vậy. Chỉ vì như vậy mà cuộc sống bình thường của Dương San bị quấy nhiễu, trước đó vẫn còn rất tốt, nhưng sau này nàng thường xuyên được tặng hoa ngoài cổng ký túc xá, hoặc vừa ra khỏi phòng là có nam sinh mời đi dùng cơm. Dương San cũng không phải là nữ sinh am hiểu từ chối người khác, nàng cũng không phải nữ sinh vì tiện nhận hoa và nhận lời mời dùng cơm của nam sinh. Vì thế đối với nàng có một lựa chọn rất tốt, đó là trốn đi. Trước đó những ngày rảnh rồi thì Dương San có thể đến phòng học hoặc thư viện để học bài, nhưng bây giờ nàng không dám đi. Ví dụ như sáng hôm nay không học nhưng Dương San vẫn ở lì trong ký túc xá mà không ra ngoài. Ký túc xá rất yên tĩnh, trong phòng có bốn người. Có một người sau quá trình học quốc phòng đã bị một nam sinh quyến rũ, sau khi kết thúc giáo dục quốc phòng thì lập tức cùng tên nam sinh kia thuê phòng ở chung. Còn có một sinh viên là người thành phố Giang Hải, tối qua đã về nhà, bây giờ còn chưa quay lại, còn một người nữa thì đang nằm ngủ trên giường. Tiếng đập cửa vang lên phá vỡ bầu không khí yên tĩnh của phòng ký túc xá, Dương San ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa, nàng lên tiếng. Ai vậy? Tuy nam sinh không được phép đi vào ký túc xá nữ sinh. Nhưng ngẫu nhiên vẫn có vài người đi vào. Vì đề phòng nên Dương San trước tiên phải lên tiếng hỏi trước, nếu không lại gặp người theo đuổi thì rất phiền. Chương 725, chị họ. Xin hỏi một chút, có phải đây là phòng Dương San không? Bên ngoài truyền vào một âm thanh. Chờ chút. Dương San đứng lên đi ra cửa, nàng mở cửa phòng ký túc xá, tuy nàng không biết người bên ngoài là ai nhưng nghe giọng thì chính là nữ sinh nhưng sau khi Dương San mở cửa thì phát hiện người bên ngoài không nên gọi là nữ sinh, phải gọi là nữ nhân. Người phụ nữ này có cách ăn mặc rất chính thức, nữ sĩ si Tây Trang giày cao gót, vóc dáng không tính là quá cao nhưng nếu cộng cặp dày hơn 10 phân thì cũng là 1m7. Người phụ nữ này khoảng 30 tuổi, dáng người trưởng thành, gương mặt cũng coi là xinh đẹp. Lúc này trên mặt nàng là nụ cười ngọt ngào, làm người xem cảm thấy thoải mái. Em là Dương San sao? Người phụ nữ dùng giọng nhiệt tình chào hỏi Dương San. "Chị là Dương Ngọc Quyên, chị là chị họ của em, em chỉ cần gọi chị là chị Quyên." Dương San chợt ngẩn ngơ, nàng có chị họ nhưng không phải có bộ dạng này, cũng không phải có cái tên này. "San San, em chắc chắn là không biết chị phải không?" Thật ra điều này cũng khó trách được, chưa đến 10 tuổi thì chị đã rời khỏi thôn Thanh Phong, khi đó em còn chưa ra đời. Dương Ngọc Quyên mỉm cười những năm qua chị cũng ít khi quay về thôn em cũng biết rồi đấy những thôn dân chúng ta vào thành đều khó khăn vật lộn cuộc sống đúng vậy thôn chúng ta rất vắng vẻ đường cũng không dễ đi dương san lại khẽ gật đầu trong ấn tượng của nàng thì không có một chị họ nào như vậy nhưng ông nội của nàng đã nói hình như nàng còn có một chị họ như thế đúng rồi ông nội của em nhờ chị mang theo chút đồ đưa cho em đều là những thứ em thích ăn Dương Ngọc Quyên thấy Dương San còn chưa tin tưởng mình, vì vậy nàng nhớ ra một chuyện, nàng lấy một bao bố đưa cho Dương San. Khi thấy cái bao thì mắt Dương San không khỏi đỏ lên, nàng chỉ cần nhìn là biết bao của ông nội. Cảm ơn chị Quyên. Dương San tiếp nhận bao bố, lúc này nàng thật sự tin Dương Ngọc Quyên chính là chị họ của mình, nếu không thì sao ông nội có thể nhờ người này đưa quả đến cho nàng. Nhà đầu ngốc, đều là người một nhà, cần gì phải cảm tạ dương ngọc quyên kéo tay dương san có chút thân mật đúng rồi san san lần này chị đến giang hải thật ra là đến làm việc cho lãnh đạo lúc này lãnh đạo của chị muốn gặp mặt em bây giờ anh ta đang ở dưới lầu em có theo chị một chuyến không dương san có chút mơ hồ điều này chị quyên lãnh đạo của chị gặp em làm gì điều này thật ra cũng không phải chuyện gì lớn nếu không chúng ta ra ngoài rồi nói sau nhé dương ngọc quyên quét mắt nhìn phòng ký túc xá em còn có một người bạn đang ngủ chúng ta đừng làm phiền cô ấy được rồi dương san dù sao cũng là người từ quên lên đây học tập lúc này nàng đột nhiên gặp được người cùng quê trong lòng nàng rất vui sướng nàng cất kỹ bao bố dương ngọc quyên vừa đưa rồi chuẩn bị đi ra cửa dương san chờ chút một âm thanh khác chợt vang lên đúng lúc này người bạn học đang ngủ chợt thức giấc và nhanh chóng mặc quần áo rời khỏi giường nhạc dương bạn tỉnh rồi à dương san ngây người mình đã thức dậy lâu rồi nhạc dương đã mặc quần áo tử tế đợi mình với chỉ cần đánh răng rửa mặt là xong à được dương san khẽ gật đầu san san đó là bạn học của em sao dương ngọc quyên nhịn không được phải hỏi đúng vậy chị quyên cô ấy là nhạc dương là người tốt trước nay đều quan tâm chăm sóc em dương san khẽ gật đầu nhạc dương quả thật rất tốt với nàng Trước kia những tấm ảnh đăng lên topic tuyên truyền là do Nhạc Dương hỗ trợ, bình thường nàng cũng thường xuyên xài laptop của Nhạc Dương, đám nam sinh truy đuổi nàng phần lớn cũng bị Nhạc Dương hỗ trợ đuổi đi. Dương Ngọc Quyên thật sự không muốn tiếp tục hỏi, mà Nhạc Dương ở bên kia cũng làm việc rất nhanh, chưa đến 3 phút đã chạy ra, sau đó nàng kéo Dương San đi theo Dương Ngọc Quyên rời khỏi ký túc xá. Ba người nhanh chóng rời khỏi ký túc xá nữ, cách đó không xa có một chiếc xe Honda, bên cạnh là hai người đàn ông, một người 40, bộ dạng chắc nịch, mà một người đàn ông còn lại hơn 30, đeo kính mắt, nhìn qua có chút tư thái. Tiểu Dương. Khi thấy Dương Ngọc Quyên thì hai người đàn ông vội vàng đi lên bắt chuyện, sau đó ánh mắt rơi lên người Dương San. "Tiểu Dương, đây là em họ, là tài nữ huyện Mộc Dương tên Dương San sao?" "Đúng vậy, chủ tịch Mạnh, đây là Dương San." Dương Ngọc Quyên gật đầu. "San San, vị này chính là chủ tịch huyện Mộc Dương chúng ta." "Chủ, chủ tịch huyện sao?" Dương San chợt sững sờ. "Là phó chủ tịch huyện." Người đàn ông trung niên dùng ánh mắt ôn hòa nhìn Dương San. "Tôi là Mạnh Tiến Tài, sinh viên Dương San, cô thật sự là niềm kiêu ngạo cho huyện Mộc Dương chúng tôi." "Chủ tịch Mạnh, tôi tôi." Dương San chợt cảm thấy được sủng ái mà kinh hoàng, khoảnh khắc này nàng không biết phải làm sao. "Đúng vậy, Dương San không chỉ là niềm kiêu ngạo của huyện Mộc Dương các anh." Hơn nữa còn là niềm kiêu ngạo của trường đại học Giang Hải chúng tôi." Nhạc Dương lúc này ở bên cạnh nói một câu, gần đây nàng lớn gan, cũng gặp mặt nhiều người thành quen, vì vậy nàng cũng không có gì phải sợ một phó chủ tịch huyện. Nàng trực tiếp hỏi, "Này, tôi hỏi các anh tìm Dương San có chuyện gì? Tôi nói rồi nhé, Dương San ngây ngốc và rất dễ bị lừa gạt, nhưng là bạn học của tôi, tôi cũng sẽ không để bạn ấy bị lừa gạt, các anh có gì cứ nói với tôi." Mạnh tiến tài nhìn nhạc dương rồi nhíu mày. Sinh viên này là... Chủ tịch Mạnh, cô ấy là bạn học của Dương San, cùng ở trong ký túc xá, tên là Nhạc Dương. Dương Ngọc Quyên khẽ giới thiệu. Thì ra là sinh viên Nhạc Dương. Mạnh tiến tài nói với nụ cười rực rỡ. Nhạc Dương cứ yên tâm, chúng tôi tìm Dương San thật sự có chút chuyện, nhưng tuyệt đối sẽ không có chuyện lừa gạt. Tiểu Dương là trưởng phòng của phòng tuyên truyền huyện ủy chúng tôi, cũng là chị họ của Dương San, là người một nhà. Cái gì là chị họ, trước kia cũng không nhận ra anh em, bây giờ mới đến nhận thân, Dương San không hiểu nhưng các người nghĩ rằng tôi không hiểu sao? Nhạc Dương không nể mặt mạnh tiến tài. Nếu không phải gần đây Dương San nổi tiếng thì các người sẽ đến tìm sao? Tôi nói cho các người biết, các người muốn Dương San hỗ trợ thì không sao, nhưng muốn chiếm tiện nghi thì đừng hòng. Chương 726, trời sập. Cô gái nhỏ, cô nói chuyện thế nào vậy? người đàn ông hơn 30 sau lưng mạnh tiến tài chợt bất mãn nói. Chủ tịch mạnh của chúng tôi đã tự mình. Mạnh tiến tài khoát tay chặn người người đàn ông phía sau lên tiếng, sau đó hắn vẫn nói bằng vẻ mặt ôn hòa. Sinh viên nhạc dương, chúng tôi đến đây quả thật muốn dương san hỗ trợ, chúng tôi muốn quay một đoạn phim về Thanh Phong Sơn, chúng tôi cần một đại sứ, chúng tôi cảm thấy dương san rất thích hợp. Vì vậy hôm nay chúng tôi muốn đến hỏi Dương San, để xem cô ấy có tình nguyện làm đại sứ cho chúng tôi hay không tôi tôi thật sự thích hợp sao dương san có chút không tin tưởng nói nhảm tất nhiên là phù hợp nếu không phải là bạn thì bây giờ còn mấy ai biết về thanh phong sơn nhạc dương nói một câu vạch trần mấu chốt sau đó nàng quay sang nhìn mạnh tiến tài này làm đại sứ cho các ông cũng không thành vấn đề nhưng các ông cũng đừng để dương san làm việc không công chứ điều này là đương nhiên Chúng tôi sẽ trả phí, nhưng nói thật, tài chính của huyện Mộc Dương chúng tôi rất căng, cho nên khoản phí này cũng không nhiều." Dương Ngọc Quyên nói. "Vậy các người tình nguyện đưa bao nhiêu?" Nhạc Dương tiếp tục hỏi. "Chúng tôi chuẩn bị đưa." Dương Ngọc Quyên nhìn Mạnh Tiến Tài, khi thấy chủ tịch gật đầu thì nàng định nói ra mức cụ thể, nhưng đúng lúc này Dương San đã mở miệng cắt ngang lời. "Chị Quyên, không cần tiền." Dương San khẽ nói. "Chỉ cần các người thấy tôi phù hợp." Tôi sẽ thể tham gia miễn phí, tôi thật sự không cần tiền. Dương San, sao lại không cần? Nhạc Dương lập tức nôn nóng. Nhà cậu rất nghèo, bây giờ ngay cả tiền sinh hoạt cũng có vấn đề, làm sao lại không lấy tiền? Đây là số tiền mà cậu đáng được có. Đúng vậy, San San, tuy chúng tôi không thể cho em được nhiều, nhưng dù sao cũng có thể trợ giúp một phần cuộc sống của em. Dương Ngọc Quyên cũng mở miệng nói. Nhạc Dương, chị Quyên tôi thật sự không thể nhận số tiền này trước nay tôi muốn tuyên truyền cho thanh phong sơn cũng vì em là người sống dưới thanh phong sơn tôi sao có thể lấy tiền khi tuyên truyền cho quê hương tôi không thể lấy được dương san lần này rất quả quyết chủ tịch mạnh anh xem khi thấy dương san cố ý không lấy tiền thì dương ngọc quyên lại cảm thấy có chút khó khăn tiểu dương nếu dương san đã một lòng cống hiến lực lượng cho quê hương như vậy chúng ta có thể để cô ấy toại nguyện cứ theo đó mà làm Mạnh tiến tài đến lúc này cũng biết thời thế, hắn lập tức di chuyển chủ đề. Nhưng hành vi trí công vô tư của Dương San đáng được thưởng, tôi làm chủ, quyết định ban thưởng cho Dương San 10.000 nhân dân tệ, coi như là một tâm ý. Không cần, thật sự không cần. Dương San còn muốn từ chối. Đúng vậy, Dương San, đây cũng là thứ bạn nên nhận được. Nhạc Dương ở bên cạnh cũng mở lời khuyên. Hai người khuyên nhủ, cuối cùng Dương San cũng đồng ý, lúc này mạnh tiến tài cũng lấy ra 10 000 đưa cho Dương San. Nhạc Dương thấy Dương San có vẻ không muốn nhận, vì vậy nàng nhận thay cho bạn. San San, chúng tôi sẽ đi gặp đài truyền hình tỉnh để thương lượng chuyện quay phim, nếu em có thời gian thì đi theo chúng tôi, cũng thuận tiện dùng cơm trưa, chúng ta cùng làm quen. Dương Ngọc Quyên nói, này, các người không cần tuyên truyền. Một âm thanh chợt vang lên. Tôi mua Đức Thanh Phong Sơn là được. Đám người nơi đây nghe nói như vậy thì chợt sướng sờ, mạnh tiến tài và dương nhạc thì chẳng hiểu được điều gì xảy ra, người nào mà lớn lối như vậy. Muốn mua thanh phong sơn sao? Dương san nghe được âm thanh này thì gương mặt không khỏi trắng bệch, đây không phải tên khốn kiếp hạ thiên đã ức hiếp mình sao? Anh, anh, anh. Dương san thấy hạ thiên thì lắp bắp không nói nên lời. Này, anh là ai? Nhạc dương không biết hạ thiên, nàng có chút mất hứng. Hạ Thiên nhìn Nhạc Dương, ngay sau đó hắn đã mất hứng, người này dù là gương mặt hay dáng người cũng thua xa Kiều Phượng Nhi. Sao em lại để cho mọi người biết đến Thanh Phong Sơn như vậy? Anh muốn đánh em một trận. Hạ Thiên trừng mắt nhìn Dương San, vẻ mặt bất mãn, nhà đầu này thật sự đáng đánh. Em, em? Dương San rất uất ức, nàng nào có trêu chọc gì đến Hạ Thiên. Sao anh lại nói như vậy? Nhạc Dương rất mất hứng. Tôi nói cho anh biết anh đừng ước hiếp nữ sinh, nếu không tôi sẽ chẳng khách khí với anh. Yên tâm đi, em quá xấu, anh không có hứng ước hiếp em. Hạ Thiên tức giận nói. Anh, 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 anh nói tôi xấu sao? Nhạc Dương lập tức bị chọc giận, thật sự chưa có người nói nàng xấu. Hạ Thiên không quan tâm đến Nhạc Dương, hắn quay đầu nhìn mạnh tiến tài. Nghe nói ông là phó chủ tịch huyện Mộc Dương đúng không? Tôi là phó chủ tịch mạnh tiến tài của huyện Mộc Dương, cậu là mạnh tiến tài khẽ nhíu mày thật ra hắn có công phu ẩn nhẫn rất tốt nếu là người khác thì đã sớm nổi giận tôi không phải là sinh viên tôi là hạ thiên hạ trong xuân hạ thu đông thiên trong thiên hạ đệ nhất thiên hạ thiên lười biếng nói có phải các ông muốn tìm người khai phá thanh phong sơn không cần đi tìm tôi xuất tiền khai phá mạnh tiến tài chăm chú nhìn hạ thiên sau đó hắn có chút buồn bực người này nhìn có vẻ không có nhiều tiền hơn nữa đầu tư nào trực tiếp nói như vậy giả dối quá chồng để em nói cho một âm thanh động lòng người chợt vang lên một thiếu nữ tuyệt sắc cùng hai vệ sĩ nữ nóng bỏng đi đến thiếu nữ đến bên cạnh hạ thiên sau đó nàng mỉm cười với mạnh tiến tài chào ông chủ tịch mạnh tôi là kiều tiểu kiều sao kiều tiểu kiều của kiều ra mạnh tiến tài còn chưa nói thì dương ngọc quyên đã lớn tiếng hô lên kinh hoàng tuy nàng không phải là người thành phố giang hải nhưng nàng vẫn bia danh tiếng của kiều tiểu kiều thì ra là kiều tiểu thư. Mạnh tiến tài đầu tiên là sướng sờ, sau đó lập tức vui sướng. Chào kiều tiểu thư, tôi đã sớm nghe nói về đại xanh của cô. Chủ tịch mạnh, tôi cũng không muốn quanh co, tôi có toàn tính khai phá thanh phong sơn, nếu các ông có mục đích này, chúng ta có thể thương lượng cụ thể. Còn chuyện tuyên truyền cho thanh phong sơn cũng rất cần thiết, cũng có thể để tôi sắp xếp, các ông không cần hao tâm tổn sức. Kiều tiểu kiều mỉm cười chậm rãi nói mạnh tiến tài chợt ngẩn ngơ, đây chẳng lẽ là chó ngáp phải ruồi. Tuy nhiều năm qua hắn khá may mắn, nhưng bây giờ hình như cũng may mắn thái quá thì phải. Hắn vừa đến thành phố Giang Hải, còn chưa kịp làm gì thì đã tìm được nhà đầu tư rồi sao? chương 727, Mục đích đầu tư Chủ tịch Mạnh, Kiều Tiểu Thư, chúng ta đổi địa phương trò chuyện được không? Dương Ngọc Quyên ở bên cạnh khẽ đề nghị, bọn họ bây giờ đang ở dưới khu ký túc xá, người đến người đi rất nhiều, căn bản không phù hợp bàn chuyện quan trọng kiều tiểu thư tôi có thể hỏi một chuyện được không mạnh tiến tài không hưởng ứng lời đề nghị của dương ngọc quyên bây giờ tâm tình của hắn rất vội hắn muốn biết rõ mọi chuyện tất nhiên là có thể kiều tiểu kiều cũng rất khách khí kiều tiểu thư thanh phong sơn khai phá là cả một công trình khổng lồ cần rất nhiều tài chính tôi muốn hỏi nếu đầu tư thì cô chuẩn bị bao nhiêu mạnh tiến tài mở miệng hỏi điều này là vấn đề hắn quan tâm nhất. Kiều Tiểu Kiều mỉm cười. Chủ tịch mạnh, phương diện tài chính không phải là vấn đề, chúng tôi không thiếu tiền, thời kỳ ban đầu khoảng 2 tỷ, tổng đầu tư sẽ là 10 tỷ. Tất nhiên bây giờ chỉ là tạm thời, chúng tôi sẽ nhanh chóng tạo ra kế hoạch đầu tư và khai phá cụ thể. Tóm lại chúng tôi sẽ cung cấp đủ tài chính để đảm bảo cho quá trình khai phá thanh phong sơn. Vậy thì tốt quá. Dương Ngọc Quyên nhịn không được phải mở miệng, vẻ mặt rất hưng phấn, đây thật sự là tin vui trời sập. Nếu so sánh với một Dương Ngọc Quyên hưng phấn thì mạnh tiến tài tuy rất mừng nhưng vẫn chấn tĩnh hơn, hắn có chút trần chừ rồi mở miệng nói. Kiều Tiểu Thư, cá nhân tôi cực kỳ hoan nghênh cô đầu tư ở huyện Mộc Dương, nhưng chuyện này tôi còn báo cáo với cấp trên, vì vậy tạm thời tôi chưa có câu trả lời thuyết phục, còn hy vọng cô thứ lỗi. Không sao, tôi cũng không cần chủ tịch mạnh lập tức đưa ra câu trả lời thuyết phục, chúng ta cần trao đổi phương thức liên lạc và bảo trì liên lạc là được kiều tiểu kiều mỉm cười không có vấn đề kiều tiểu thư đây là danh thiếp của tôi mạnh tiến tài vội vàng lấy ra một tờ danh thiếp rồi khách khí đưa cho kiều tiểu kiều đừng nghĩ hắn là phó chủ tịch huyện chức quan không nhỏ nhưng những năm nay ai có tiền mới là đại gia tất nhiên hắn phải khách khí với kiều tiểu kiều kiều tiểu kiều tiếp nhận danh thiếp sau đó cũng đưa danh thiếp của mình cho mạnh tiến tài đúng lúc này người đàn ông sau lưng mạnh tiến tài nhận được một cuộc điện thoại sau đó khẽ nói bên tai mạnh tiến tài vài câu kiều tiểu thư xấu hổ quá tôi có hẹn trước với một người bạn chỉ có thể cáo từ trước mạnh tiến tài áy náy nói chủ tịch mạnh đã có chuyện tôi cũng không cản chân anh kiều tiểu kiều cười nhạt một tiếng nếu kiều tiểu thư có thời gian đến huyện mộc dương nhớ điện thoại cho tôi biết tôi sẽ tận tình địa chủ mạnh tiến tài cười nói kiều tiểu kiều khẽ gật đầu tôi nhất định sẽ đến sau khi khách sao vài câu thì mạnh tiến tài cuối cùng cũng mang theo dương ngọc quyên và người đàn ông kia bỏ đi dương san thì không cùng đi khi thấy ba người dương ngọc quyên bỏ đi thì nàng định kéo nhạc dương quay về ký túc xá dương san đúng lúc này kiều tiểu kiều chợt gọi một tiếng chị gái chị chỉ có chuyện gì sao dương san dùng giọng có chút bất an hỏi nàng không phải sợ kiều tiểu kiều nàng sợ hạ thiên cũng không có gì nhưng thời gian tới chỉ có thể đến huyện mộc dương cũng có thể đến Thanh Phong Sơn một chuyến, em có hứng thú đi cùng không? Kiều Tiểu Kiều nở nụ cười ngọt ngào. Sao? Dương San chợt ngẩn ngơ, sau đó nàng có chút trần trừ. Chị, em còn đi học, có lẽ không có thời gian. Đi học cũng không có vấn đề gì, chỉ có thể giúp em xin nghỉ, em không phải muốn cho nhiều người biết Thanh Phong Sơn sao. Em cũng vừa nghe nói rồi đấy, chị sẽ khai phá du lịch Thanh Phong Sơn, nhưng chị cũng không quá quen thuộc nơi đó, em rất quen thuộc, vì vậy chị mời em đi dẫn đường. Kiều Tiểu Kiều dùng giọng không nhanh không chậm nói. Chị, em phải xem sao cái đã. Dương San khẽ nói. Được, em xem xét lại đi, dù sao chị cũng không đi ngay, nếu em suy nghĩ kỹ thì có thể điện thoại cho chị, trước đó chị đã cho em số điện thoại rồi. Kiều Tiểu Kiều nói. Vâng, chị. Dương San thật sự rất có hảo cảm với Kiều Tiểu Kiều, nhưng nàng sợ hạ thiên, ai bảo trước đó hắn xảm sỡ nàng trước mặt mọi người cứ như vậy nhé, bây giờ chị còn phải đi học, chúng tôi đi trước. Kiều Tiểu Kiều cũng không muốn dừng lại quá lâu, nàng nhanh chóng cùng Hạ Thiên bỏ đi. Hạ Thiên vừa đi thì Dương San cuối cũng thở phào, nàng sợ Hạ Thiên tiếp tục ức hiếp mình. Đó là Kiều Tiểu Kiều, đây là lần đầu tiên mình gặp mặt chị ấy. Nhạc Dương lầm bầm, mở miệng là vài tỷ, đúng là người có tiền có khác. Đúng vậy, chị ấy rất lợi hại. Dương San khẽ gật đầu. Đúng rồi, tên hạ thiên kia có phải là bại trai của kiều tiểu kiều, cũng chính là kẻ sàm sỡ với bạn không? Nhạc dương chợt nhớ đến những tin đồn trước đó. Đúng, đúng là anh ta. Gương mặt dương san chợt đỏ hồng, nàng khẽ gật đầu. Minh, Minh vốn nghĩ anh ấy là người tốt, nào biết. Người tốt cái gì, chỉ cần nhìn là biết dân vô lại, như vậy còn nói mình xấu. Nhạc dương thở phì phò nói. Anh ta không phải có một bạn gái xinh đẹp sao? Đúng là, dù tôi không đẹp bằng kiều tiểu kiều cũng không nói là xấu chứ nhạc dương tất nhiên không biết hạ thiên thấy không đẹp bằng vợ mình thì đều gọi là người quái dị hễ là người đẹp hơn vợ hắn thì hắn nhất định phải cưới làm vợ vì vậy vợ hắn lúc nào cũng đẹp nhất khoảnh khắc này hạ thiên cũng đang hỏi thăm kiều tiểu kiều một chuyện vợ bây giờ chúng ta có thể mua thanh phong sơn được chưa chồng bây giờ còn chưa có lẽ chúng ta biểu hiện quá nhanh kiều tiểu kiều khẽ lắc đầu điều này sẽ làm cho huyện mộc dương bên kia cho rằng chúng ta nóng lòng đầu tư vì vậy bọn họ sẽ cho rằng thanh phong sơn là hữu mật sẽ có nhiều người tranh giành sợ rằng bọn họ muốn đẻ đấy cho nhiều người tranh cuối cùng chọn một người tốt nhất như vậy sao hạ thiên có chút thất vọng chúng ta vừa rồi không phải lãng phí thời gian sao cũng không coi là lãng phí thời gian kiều tiểu kiều an ủi hạ thiên chồng em đã thấy vị chủ tịch mạnh kia rất hy vọng chúng ta đầu tư hơn nữa nếu chúng ta đầu tư vào thì hắn sẽ có thiên tẩu, nếu nói từ phương diện đó thì không chỉ là chúng ta có thu hoạch. Dù sao này có cạnh tranh thì vị chủ tịch mạnh kia sẽ giúp chúng ta, dù sao chúng ta cũng là người đầu tiên liên lạc với ông ta, tất nhiên ông ta sẽ hy vọng chúng ta thành công. Kiều Tiểu Kiều dừng lại một chút rồi bổ sung thêm. "Chồng, anh không cần quá quan tâm đến chuyện này, em đi học trước, anh đến tìm các chị Băng Băng đi." "Được rồi." Hạ Thiên thật sự không muốn đi học với Kiều Tiểu Kiều, vì như vậy thật sự rất nhàm chán, hắn cũng muốn đi tìm lãnh băng băng. Thực tế hắn đã sớm muốn vị vợ cảnh sát tỷ tỷ này, nhưng đến 3 giờ hắn vẫn còn kiên nhẫn chưa đến tìm, như vậy cũng không dễ dàng gì. chương 728, nghĩ đến tôi mà ngủ không được. Hạ Thiên chuẩn bị làm cho lãnh băng băng bất ngờ, vì vậy hắn cũng không điện thoại cho nàng, hắn trực tiếp đến phân cục công an quận Đông, cho nàng ngạc nhiên lớn. Nhưng Hạ Thiên vừa đến cổng trường Đại học Giang Hải thì nhận được một cuộc điện thoại, hắn lấy ra xem, người điện thoại đến là Tống Ngọc Mị. Vợ Mị Mị, nhớ đến tôi nhanh như vậy sao? Hạ Thiên lập tức nhận điện thoại, ngày hôm qua hắn rời khỏi thủ đô cũng đã điện thoại cho Tống Ngọc Mị. Bây giờ cậu đang ở đâu? Tống Ngọc Mị hỏi, giọng điệu có chút kỳ quái, hình như có gì đó không giống bình thường. Ở thành phố Giang Hải, Hạ Thiên có chút kỳ quái, hắn không phải đã nói mình về Giang Hải rồi sao? Tống Ngọc Mị trầm mặc vài giây trong điện thoại, sau đó nàng nói. Cậu còn về thủ đô không? Tất nhiên là còn. Hạ Thiên trả lời không chút nghĩ ngợi, hắn có nhiều vợ ở thủ đô, sao không đi cho được? Khi nào cậu đến thủ đô? Tống Ngọc Mị tiếp tục hỏi. Điều này còn chưa rõ, có lẽ phải qua vài ngày. Hạ Thiên cũng không xác định điều này, hắn phải giải quyết xong vấn đề Thanh Phong Sơn rồi nói sau. Cậu đột nhiên về Giang Hải, có chuyện quan trọng gì sao? Tống Ngọc Mỹ có chút trầm ngâm rồi hỏi. Hạ Thiên trả lời ngay. Đúng vậy, một chuyện rất quan trọng. Nhưng đáp ánh này đối với Tống Ngọc Mỹ thì căn bản chẳng có tác dụng, nàng thực tế chỉ muốn biết có chuyện gì, không phải muốn hỏi việc này có quan trọng hay không. Hạ Thiên không đợi Tống Ngọc Mỹ tiếp tục hỏi, hắn cười hì hì nói. Vợ Mỹ Mỹ, nếu chị nghĩ đến tôi, như vậy nên đến Giang Hải tìm tôi, từ thủ đô đến Giang Hải cũng chỉ có vài tiếng mà thôi. Tôi không quen ra khỏi nhà." Tống Ngọc Mị khẽ trả lời, nàng hiểu Hạ Thiên không muốn nói rõ về Giang Hải vì chuyện gì, rõ ràng Hạ Thiên tuy xưng hô thân mật với nàng nhưng vẫn chưa quá tín nhiệm. Điều này làm cho Tống Ngọc Mị hiểu một điều, Hạ Thiên không dễ qua mặt như vậy, nếu muốn tìm được sự tín nhiệm của hắn thì rất khó khăn. "Tôi phải đi dạy học, lần sau sẽ điện thoại cho cậu." Tống Ngọc Mị nói một câu rồi cúp điện thoại. Hạ Thiên cũng không quan tâm, hắn nhét điện thoại vào túi quần, hắn chuẩn bị đến tìm cảnh sát tỷ tỷ để chúc mừng mình về Giang Hải. Đúng lúc này sau lưng hắn lại vang lên một âm thanh vui mừng. Hạ Thiên, Hạ Thiên không cần quay đầu cũng biết đối phương là ai, hắn đã quen thuộc âm thanh này, vì vậy hắn xoay người và nhìn thấy một cô gái xinh đẹp mặc áo bác sĩ màu trắng, hắn nở nụ cười sáng lạn. Chị Vân Mạn, tôi đang chuẩn bị đi tìm chị đây. Hạ Thiên, cậu về khi nào? Liễu Vân Mạn có vẻ rất vui sướng, nàng nhanh chóng tiến vài bước đến trước mặt Hạ Thiên, nàng muốn bổ nhào vào lòng hắn. Nhưng nàng cũng có chút cố kỵ, dù sao nơi đây có nhiều người qua lại, vì vậy nàng vẫn đứng thẳng. Nhưng Hạ Thiên lúc này lại vươn tay kéo Liễu Vân Mạn đến. Chị Vân Mạn, tôi về tối qua, vừa rồi đã tiến Tiểu Kiều đi học, bây giờ chuẩn bị đi tìm chị. Rõ ràng Hạ Thiên đang nói dóc, nhưng lâu lâu phải nói như vậy mới tuyệt đối có lợi ví dụ như bây giờ liễu vân mạn nghe hắn nói như vậy thì cảm thấy rất vui nếu không để nàng biết hạ thiên đến trường đại học giang hải gần bệnh viện phụ nhất mà chẳng vào như vậy sẽ rất khổ sở tôi còn tưởng rằng cậu còn chưa về liễu vân mạn tùy ý ôm hạ thiên nàng khẽ nói chị vân mạn hôm nay chị không đi làm sao hạ thiên có chút kỳ quái tuy nơi đây rất gần bệnh viện nhưng dù sao cũng không phải là bệnh viện phải đi làm, chẳng qua tôi bỏ chút thời gian đi mua cà phê, tối qua không ngủ ngon. Liễu Vân Mạn giải thích, tuy trong phòng có cà phê hòa tan, nhưng quán cà phê bên ngoài mới có hương vị tốt. Chị Vân Mạn, bây giờ chúng ta đi mua cà phê. Hạ Thiên ôm Liễu Vân Mạn đi đến một quán cà phê cách đó 200 mét. Hai người hai ly cà phê rồi cùng quay về bệnh viện, trên đường đi có không ít người nhìn thấy Hạ Thiên, cũng có người ngạc nhiên, dù sao hắn cũng lâu rồi chưa xuất hiện ở đây. Trước đó có tin Đồn Hạ Thiên đã chia tay với Liễu Vân Mạn, người độc miệng còn nói Liễu Vân Mạn bị hắn vứt bỏ sau khi chơi chán. Bây giờ hai người xuất hiện thân mật cùng một chỗ, điều này coi như cũng giúp cho Liễu Vân Mạn, ít nhất cũng không có người nói này nọ. "Chị Vân Mạn, tối qua sao chị không ngủ ngon?" Sau khi quay lại phòng của Liễu Vân Mạn thì Hạ Thiên cười hì hì nói. "Chị có phải nhớ đến tôi mà không ngủ ngon?" Liễu Vân Mạn dùng ánh mắt hờn dỗi nhìn Hạ Thiên nàng không trả lời vấn đề của hắn nhưng gương mặt có hơi nóng lên tối qua nàng ngủ không ngon thật sự có liên quan đến hạ thiên thực tế cũng không phải chỉ là tối qua những ngày qua nàng thường nhớ đến hắn nhớ đến những cảm giác ăn mòn xương cốt chị vân mạn thật ra tôi cũng rất nhớ chị hạ thiên nghiêm trang nói sau đó hắn bắt đầu trở nên không nghiêm chỉnh hắn dùng một tay đặt lên lưng nàng tay kia chui vào trong áo nàng như rắn hắn chuẩn xác nắm bắt từng bộ vị hơn nữa còn ve vuốt rất có tiết tấu. Ư. Ừ, Liễu Vân Mạn nhịn không được phải rên lên một tiếng trầm thấp, thân thể trưởng thành mẫn cảm chợt trở nên mềm yếu và nóng bỏng, gương mặt trắng nõn chợt ửng hồng. Nhưng cuối cùng nàng vẫn lấy lại lý trí, nàng vô thức đẩy tay Hạ Thiên và khẽ lên giọng kháng cự. "Đừng, đừng, chỗ này." Nhưng Liễu Vân Mạn kháng cự không hiệu quả, Hạ Thiên gần đây to gan lớn mật nào có quan tâm điều gì. Hơn nữa những âm thanh kháng cự của Liễu Vân Mạn còn làm động tác của Hạ Thiên trở nên khủng bố hơn. Tiếng chuông điện thoại không được hoan nghênh chợt vang lên, nhưng không phải có người điện thoại cho Hạ Thiên, mà có người gọi đến cho Liễu Vân Mạn. "Tôi, tôi nhận điện thoại cái đã." Liễu Vân Mạn chợt thanh tỉnh, nàng lấy điện thoại ra rồi nhấn nút nghe. "Tiểu anh, có chuyện gì?" Người điện thoại đến chính là cô gái gầy như cây sậy Liễu Vân Anh, nhưng nàng ở bên kia lại ấp a ấp úng. Một lúc lâu sau chỉ nói được vài chữ. "Chị, em, em." Rốt cuộc có chuyện gì? Liễu Vân Mạn lập tức cảm thấy là lạ, nàng rất hiểu em gái mình, trước kia có chuyện gì cũng rất nhanh miệng, nhưng bây giờ không dám nói, rõ ràng gây hỏa không phải nhỏ. Chương 729: Xe bị người ta đập nát. "Chị, xe của chị." Liễu Vân anh ấp úng nói. "Xe cầu chị làm sao?" Liễu Vân Mạn lập tức căng thẳng, em không phải tông vào người ta đấy chứ. Không, không đụng vào ai cả. Liễu Vân Anh lắp bắp một lúc lâu mới nói ra. Nhưng xe của chị bị người ta đập nát. Cái gì? Liễu Vân mạn thiếu chút nữa thì thét lên. Chuyện gì xảy ra? Ai đập xe? Em đang ở đâu? Mau nói cho chị biết, chị sẽ đến ngay. Sáng hôm nay Liễu Vân Anh cúp học, thật ra chuyện sinh viên cúp học là bình thường, đối với một Liễu Vân Anh thường xuyên cúp học thì quá bình thường thực tế cũng không phải chỉ có một mình nàng trốn học, nàng còn kéo theo hai người bạn đã từng bị người ta chọc lạc câu lạc bộ máy bay gồm hàn hiểu và thẩm vân. được sự trợ giúp của phong nhũ xương hạ thiên chỉ cách bào chế mà bây giờ dù là hàn hiểu hay thẩm vân không tính là ngược tấn công nhưng tuyệt đối không còn là sân bay. ba người bây giờ còn không bãi bó cách gọi câu lạc bộ máy bay, hơn nữa còn xưng là thành viên câu lạc bộ máy bay. mục tiêu của các nàng là có thể lái máy bay, tuy không được lái thì làm tiếp viên hàng không cũng được nhưng bây giờ các nàng muốn bay là không thể nào, thực tế cả ba cũng biết mục tiêu này khó thành hiện thực. Gần đây Liễu Vân Anh thích xe của Liễu Vân Mạn, nàng cảm thấy chạy chiếc BMW X6 rất phong cách, vì vậy thỉnh thoảng nàng đến mượn xe của Liễu Vân Mạn đi hóng gió. Hôm nay Liễu Vân Mạn vừa lái xe đến bệnh viện thì Liễu Vân Anh đã chờ sẵn, sau đó nàng lái chiếc BMW đi. Vẫn là làm bác sĩ có tiền, xe này hình như có giá cả triệu hàn hiểu ngồi lên xe bmw mà nói bằng giọng hâm mộ nếu không chúng ta bỏ nghề tiếp viên hàng không chuyển xuống làm bác sĩ cho rồi đừng hòng chúng ta học ngoại ngữ làm tiếp viên hàng không còn có thể được nói làm bác sĩ sao đúng là nằm mơ thẩm vân cũng không sợ đả kích chị em thật ra tiền lương của chị mình cũng không cao liễu vân anh nói bây giờ tiền lương bệnh viện không tính là cao chỉ cao hơn những công tác bình thường mà thôi chị của mình cũng không lấy tiền lót tay, vì vậy một tháng chỉ vài chục ngàn, không đáng bao tiền. Có phải vậy không? Hàn Hiểu không tin. Vậy sao chị cậu mua được xe xịn thế này? Cũng không phải không mua được, bà nội của mình rất có tiền, nhưng chị của mình không chịu lấy tiền của bà nội, chị mình dù tự mua cũng sẽ chẳng mua xe đắt thế này. Liễu Vân Anh giải thích. Chị của mình rất keo kiệt, bảo mua cho mình một chiếc cũng không chịu, trước kia chị ấy chỉ đi một chiếc y ăn chưa đến 100 ngàn tệ, vậy chiếc xe này lấy đâu ra thẩm vân có chút tò mò anh rể mua cho chị liễu vân anh bĩu môi chính là người mà chúng ta đã gặp ở hồ bắc là anh ta sao hàn hiểu và thẩm vân chợt bừng tỉnh các nàng tất nhiên có ấn tượng rất sâu với hạ thiên không riêng gì người kia vừa là anh rể vừa là dượng của liễu vân anh hơn nữa vì anh ta mà ngực hai nàng mới phát triển mạnh cũng vì phong nhũ xương mà hạ thiên đưa ra cách điều chế chính là anh ta vì vậy chị mình xem chiếc xe này như bảo bối, lúc bắt đầu cũng không chịu cho mình mượn xe, mình phải nài nỉ vài ngày chị ấy mới đồng ý. Liễu Vân Anh có chút ghen ghét. Đợi đến khi anh rể quay lại, mình phải lừa anh ta để anh ta mua xe cho mình. Anh rể của cậu đúng là có tiền. Hàn Hiểu rất hâm mộ. Anh rể của mình không phải là đặc biệt có tiền, nhưng anh ấy rất đen tối. Cậu biết vài sao anh rể của mình có tiền mua xe không? Anh đi xem bệnh Thu người ta một triệu, sau đó dùng số tiền đó mua xe cho chị. Đúng là trái tim đen, mình cảm thấy anh ta còn đen tối hơn đám bác sĩ tâm địa hiểm độc trong bệnh viện. Liễu Vân Anh bắt đầu rủa Hạ Thiên. Hàn Hiểu và Thẩm Vân cùng gật đầu, người này đúng là quá đáng, xem bệnh mà thu một triệu sao. Nếu ba nàng mà biết rõ Hạ Thiên vừa thu một con bệnh 30 tỷ, cũng không biết cả ba có ngất đi không. Các người ăn điểm tâm chưa? Liễu Vân Anh hỏi một câu. Chưa hàn hiểu đáp vừa mới thức dậy đã bị cậu kéo đi mình cũng vậy thẩm vân mở miệng nói mình muốn giảm béo ngu ngốc dù giảm béo cũng không thể không ăn sáng bạn không ăn bữa tối là được liễu vân anh dừng xe ven đường chỗ đó có một nhà bán thức ăn sáng người rất đông hương vị rất ngon chúng ta đi ăn chút gì đó chút nữa mới có sức mà dạo phố được rồi nhưng cậu mời khách hàn hiểu gật đầu nói đúng vậy ai bảo cậu bây giờ là người giàu có. Thẩm Vân tán thành lời đề nghị của Hàn Hiểu. Liễu Vân Anh cũng rất sảng khoái. Không có vấn đề. Ba nữ sinh cùng đi ăn bữa sáng phong phú, nhưng Thẩm Vân công bố muốn giảm béo là ăn nhiều nhất. Khi các nàng đi ra ngoài thì Liễu Vân Anh chợt phát hiện bên cạnh chiếc xe có một cậu bé 4 năm tuổi. Cậu bé này rất đáng yêu nhưng trong mắt Liễu Vân Anh thì chẳng đáng yêu tí nào, vì nó đang dùng một khẩu súng đồ chơi bắn vào xe. Này, cậu bé, đừng bắn xe chị. Liễu Vân Anh lập tức nôn nóng, nàng vội vàng xông đến. Cậu bé nhìn Liễu Vân Anh, sau đó nó không tiếp tục bắn xe hơi mà chỉa súng vào Liễu Vân Anh. Ba ba, đánh chết ngươi, đánh chết ngươi. Liễu Vân Anh chợt buồn bực, nàng mà bị một đứa trẻ ức hiếp, nhưng nàng cũng không đánh nó. Dù sao đây cũng chỉ là một đứa bé, chỉ vài tuổi mà thôi, vì vậy nàng rơi vào đường cùng và chỉ biết dọa. Này, cậu bé, dùng súng bắn người là không tốt, nếu còn tiếp tục làm bậy thì chị sẽ gọi cảnh sát đến bắt. Đúng vậy, xem kìa, chú cảnh sát đang đứng đó. Hàn Hiểu cũng hát đệm, nàng chỉ vào một chiếc xe cảnh sát vừa đi qua bên cạnh. Cậu bé nhìn Liễu Vân Anh, sau đó nàng khóc giống lên, tiếng khóc vang dội lập tức thu hút sự chú ý của nhiều người. Làm gì, chúng mày làm gì, một đám người lớn mà ức hiếp một đứa bé, chúng mày còn biết xấu hổ không? Một giọng nói tức giận vang lên, một người phụ nữ hơn 50 lao đến. "Bà nội, bà nội." Cậu bé nhào vào lòng người phụ nữ rồi gào giống lên. "Bây giờ các cô gái quá kỳ cục. Đúng vậy, lớn tướng mà còn ăn hiếp con nít. Thanh niên bây giờ là vậy." Một đám người vây quanh nghị luận ồn ào, ai cũng chỉ nhích nhóm Liễu Vân Anh. "Này, ai ức hiếp nó? Nó cầm súng bắn xe tôi, tôi chỉ dọa một câu mà thôi, tôi nào có đánh nó đâu." Liễu Vân Anh cũng tức giận, nàng bây giờ phát hiện chiếc xe BMW bị xước sơn, nàng đang sốt ruột không biết nên về báo cáo với chị thế nào cho phải. Chương 730, bà trương ồn ào. Đập xe của mày thì sao? Mày dựa vào cái gì mà dọa nó? Nó mới 4 năm tuổi, nó còn là con nít, mày lớn thế nào rồi? Mày còn 4 tuổi sao? Bà nộ của đứa trẻ rất hung hăng. Mày tưởng có xe thì ngon sao? Không phải là BMW sao? đừng tưởng tao không biết, nhà tao có hàng đống BMW, cháu tao thường đấm vào BMW, nó thích đập xe của mày là để mắt đến mày rồi đấy. Này, bà biết nói lý lẽ không vậy? Liễu Vân Anh bị chọc tức. Tôi chưa nó có xe là ngon, nhưng nó đập xe của tôi là không đúng, nó mới 34 tuổi nhưng bà cũng 34 tuổi sao? Bà không biết giữ cháu à? Mày mắng ai? Hả? Mắng ai? Bà nội đứa bé chợt phóng đến tát vào mặt Liễu Vân Anh. Cô là loại vô giáo dục, mày không được dạy bảo sao? Tao sẽ thay mặt cha mẹ dạy bảo mày. Bốp, một âm thanh vang dội làm đám người xung quanh chợt ngây ngần. Liễu Vân Anh cũng ngây người, nàng không ngờ sẽ có người chẳng nói lý lẽ mà ra tay đánh mình như vậy, vì bất ngờ mà nàng không kịp tránh. Liễu Vân Anh vuốt gò má nóng bỏng mà thiếu chút nữa nước mắt cũng chảy ra. Nhìn mày ăn mặc như yêu tinh, xe này có được là do làm vợ nhí người ta sao? đúng là không biết xấu hổ. Người phụ nữ kia tiếp tục mắng Liễu Vân Anh, bộ dạng bệ vệ kiêu ngạo. Mau xin lỗi cháu tao, nếu không tiếp tục cho mày ăn tát. Bà già này, bà nghĩ rằng tôi sợ bà sao, tôi cho bà ăn đòn bây giờ. Liễu Vân Anh đột nhiên nổi nóng, nàng xông lên tát thật mạnh, nhưng một tát của nàng không trúng đích. Bốp, bốp, hai cái tát vang dội bùng phát, thì ra Hàn Hiểu và Thẩm Vân thấy bạn mình bị ức hiếp thì không nhịn được mà xông lên, hai người bọn họ tung một cái tát, vừa vặn vỗ trúng mặt bà già kia. Sau đó hai nàng còn thuận tay đẩy bà già ngã lăn xuống đất. Dù sao thì hai nàng cũng còn trẻ, nếu muốn ra tay đánh người thì thật sự hơn hẳn một bà lão hơn 50. Tình cảnh có chút hỗn loạn, có vài người tranh thủ tiến lên ngăn cản. Đừng đánh, đừng đánh. Đám tiểu yêu tinh chúng mày muốn đánh tao sao? Chúng mày chờ đó cho tao. Bà lão tức tối gào lên, sau đó bỏ lên mặt đất rồi lấy điện thoại ra bấm số. Chờ thì chờ, tôi còn muốn bà bồi thường. Liễu Vân Anh tức giận nói. Liễu Vân Anh cảm thấy mình có lý, vì vậy bây giờ nàng cũng không sợ. Nhưng 10 phút sau thì nàng thấy hơn 10 chiếc xe BMW màu đen dừng lại ven đường, có vài chục người từ trên xe bước xuống, khi đó nàng bắt đầu sợ hãi. Lúc này vài chục người được bà lão chỉ huy đã trực tiếp đập nát chiếc BMW của Liễu Vân Anh, khi thấy chiếc BMW biến dạng hoàn toàn mà Liễu Vân Anh thậm chí còn có tâm tư muốn chết, sau đó nàng điện thoại cho chị gái, thiếu chút nữa nàng đã khóc lên. Bây giờ phải làm sao? Đây là lễ vật mà anh rể tặng cho chị, là thứ chị xem là bảo vật, nếu chút nữa để chị nhìn thấy thì còn biết nói sao. Lúc này vẻ mặt hàn hiểu và thẩm vân cũng tái nhợt, đám người vây quanh cũng đã dứt khoát đứng ra xa, cũng không dám tiến lên nói điều gì. Nghe nói ba đứa chúng mày dám dọa con tao, còn đánh cả mẹ tao. Một người đàn ông hơn 30 trượt đi về phía Liễu Vân Anh, người này thân hình cao lớn, bộ dạng hung tướng, phía sau có vài chục tên đàn ông, tên nào cũng trên dưới 30. Là mẹ ông đánh tôi trước. Liễu Vân Anh có chút khiếp đảm, nhưng nàng vẫn cãi lại. Dù mẹ tao đánh mày trước, mày được phép đánh lại sao? Người đàn ông gầm lên một tiếng. Mày đi hỏi thăm xem đặng đào tao là ai? Mẹ của đặng đào tao mà mày dám đánh sao? con tao mà mày dám dọa à bây giờ tao cho mày hai lựa chọn một là ba đứa chúng mày lập tức quỳ xuống dập đầu ba cái nhận sai tao sẽ bỏ qua cho nếu không tao sẽ để cho tất cả anh em tát chúng mày một lượt này ông ông đừng làm quá tôi đã báo cảnh sát liễu vân anh lui về phía sau vài bước báo cảnh sát sao người đàn ông tự xưng là đặng đào chợt cười ha hả tao nói chúng mày sao khờ dại như vậy báo cảnh sát thì sao dù có cảnh sát ở đây thì ông cũng có thể đánh mày. Ông đánh mày sẽ không chết, cũng không có vết thương, nhiều lắm ông chỉ cho mày chút tiền, ông có nhiều tiền. Có tiền thì ngon sao? Hàn Hiểu không nhịn được nói. Cũng không phải chỉ các ông mới có tiền. Bốp. Đặng Đào chợt vung tay tát cho gò má Hàn Hiểu sưng đỏ tấy. Có tiền thì ngon, ông có thể đánh mày. Ông, ông. Hàn Hiểu vuốt gò má nóng bỏng, nước mắt không tự giác trào ra. Liễu Vân Anh cũng rất tức giận, nhưng cảnh sát chưa đến, nàng cũng không có biện pháp, đúng lúc này điện thoại của nàng vang lên. Cô cô, cô, cô tìm cháu à? Liễu Vân Anh nhận điện thoại. Tiểu Anh, cháu ở đâu? Theo cô đi đón gió. Người điện thoại đến là Liễu Mộng. Cô cô, cháu ở trên đường Hải Giang. Liễu Vân Anh vừa nói được vài lời đã bị Liễu Mộng cắt ngang lời. Tiểu Anh, cô sẽ đến tìm cháu ngay, cô đang ở rất gần liễu mộng nhanh chóng nói một câu rồi cúp điện thoại lúc này đặng đào lại nói thế nào nghĩ kỹ chưa quỳ xuống hay để chúng tao xếp hàng cho ăn tát muốn chúng tôi dập đầu sao còn khuya liễu vân anh tức giận nói con của ông đập xe tôi sau đó mẹ ông đánh tôi tôi không sai tốt mày đã không muốn đập đầu thì tao sẽ cho mày ăn tát đặng đào cười lạnh một tiếng sau đó hắn quay đầu nhìn đám đàn em ai lên trước để mẹ người nói là bà lão bà tức giận phóng về phía liễu vân anh tao muốn cho tiểu yêu tinh mày không còn răng húp cháo bà lão vừa nói vừa tát liễu vân anh nhưng lúc này liễu vân anh đã có chuẩn bị nàng lui về phía sau né tránh còn dám trốn sao bà lão gào lên tiểu đào bắt con tiểu yêu tinh này đừng cho nó chạy vâng thưa mẹ đặng đào vung tay lên hai tên đàn ông phóng đến trước mặt liễu vân anh cả hai giữ chặt lấy hai tay nàng. Á, à, á, à. hai tiếng kêu gào vang lên cùng một lúc, một người phụ nữ tuyệt sắc mặc đồ trắng trông như tiên nữ chợt xuất hiện bên cạnh Liễu Vân Anh, sau đó nàng tung chân đá văng hai tên đàn ông ra ngoài. Cô cô, Liễu Vân Anh chợt vui mừng như điên, cô cô của nàng đến quá nhanh, lúc này xem như nàng được cứu, nàng biết cô mình đánh nhau rất giỏi. Trường 731, xe tăng. Tiểu Anh đừng sợ, không ai ức hiếp cháu được nữa. Liễu Mộng an ủi Liễu Vân Anh một câu, sau đó nàng nhìn sang đám người đặng đào. "Này, các người không muốn sống sao? Dám ức hiếp tiểu anh nhà chúng tôi, mau đến đây, tôi đá mỗi người một cái." Khi thấy Liễu Mộng thì đám người không khỏi sững sờ, rõ ràng Liễu Mộng xinh đẹp vượt quá dự liệu của tất cả, vì thế mà lúc này vài chục tên đàn ông chợt ngây người. "Đúng là yêu tinh, cả nhà chúng mày đều giống hệt như yêu tinh." Bà lão không sững sờ, Lúc này lại lao đến muốn tát Liễu Mộng. Liễu Mộng nhấc chân đạp bay bà lão, tất nhiên Liễu Mộng là người ra tay không biết rõ nặng nhẹ, vì vậy mà bà lão bị đạp xuống đất và trực tiếp ngất xỉu. "Tiểu anh, xe của cháu đâu?" Liễu Mộng đạp bay bà lão thì lại ra vẻ như chưa từng có chuyện gì xảy ra, ngược lại còn hỏi thăm Liễu Vân Anh. Liễu Vân Anh chỉ vào chiếc xe cách đó không xa rồi phát khóc. "Cô cô, cô xem, bọn họ đã đập xe của cháu ra như vậy rồi." Đừng khóc, đừng khóc, cô giúp cháu hả giận. Liễu Mộng nói được làm được, đám người ở xung qua chỉ thấy một bóng người lóe lên qua lại, sau đó là những tiếng kêu thảm thiết, cuối cùng ngã xuống một nhóm lớn, vài chục tên đàn ông kêu rên không đứng dậy được. Hàn Hiểu vừa mới bị đánh nhưng bây giờ đã quên đau đớn, nàng có chút ngây người. Liễu Vân Anh, cô cô của cậu quả nhiên lợi hại. Thẩm Vân ngơ ngác nói. Đúng vậy, các người cũng không phải chưa từng được xem lần trước cô đã đánh người ở Hồ Bắc. Liễu Vân Anh cũng không sợ hãi, lúc này có cô cô đến hỗ trợ, tất nhiên nàng chẳng còn gì phải sợ. Nhưng lần trước cũng không thấy cô ấy lợi hại như vậy. Hàn Hiểu cũng mở miệng. Thật ra mình cũng không biết cô cô lợi hại thế nào, nhưng nghe nói tất cả công phu của cô cô đều do anh rể dạy bảo, anh rể rất lợi hại. Liễu Vân Anh có chút hưng phấn, nhưng ngay sau đó vẻ mặt lại như trái mướp đắng. Làm sao bây giờ, Xe này của anh rể tặng cho chị, cũng tương đương với vật đính ước, lát nữa chị đến và thấy chiếc xe rơi vào tình cảnh như vậy, nhất định sẽ rất đau buồn. Không có gì, bảo anh rể mua cho chị một chiếc xe mới là được. Thẩm Vân an ủi Liễu Vân Anh. Liễu Vân Anh có chút bất đắc dĩ, hình như cũng chỉ còn biện pháp này mà thôi. Chúng ta có nên chạy trốn đi không? Sợ rằng cảnh sát sắp đến rồi. Hàn Hiểu có chút lo lắng. Cô cô, Liễu Vân Anh hô một câu nàng có chút mê hoặc. Ủa, cô cô đâu rồi? Đúng lúc này bốn phía vang lên những tiếng hô kinh hoàng, thẩm vân cũng hét toáng lên. Liễu Vân Anh, Hàn Hiểu, các cậu xem, đó là thứ gì? Liễu Vân Anh và Hàn Hiểu nhìn theo ngón tay của thẩm vân, sau đó cả hai đều choáng váng. Một lúc lâu sau Liễu Vân Anh mới dùng giọng không xác định hỏi. Cái kia, hình như là xe tăng thì phải. Nhìn có vẻ rất giống, nhưng xe tăng chẳng phải còn có một họng pháo phía trước sao? Hàn Hiểu không quá xác định. Thật ra mình cũng chưa được thấy xe tăng chính thức, chỉ từng thấy trên TV và hình ảnh, xe tăng có họng pháo rất dài, chiếc xe kia ngoài đặc điểm không có họng pháo thì hoàn toàn giống xe tăng. Có lẽ là xe cải trang làm xe tăng. Thẩm Vân dùng giọng khẳng định nói. Khoảnh khắc này chiếc xe tăng cải trang đang chạy đến theo tiếng hô kinh hoàng của mọi người, mà hành động tiếp theo của chiếc xe tăng cũng làm cho tất cả đám người nơi đây phải trợn mắt há mồm. Chỉ thấy chiếc xe tăng dần ép tới hàng xe BMW, ngay sau đó tất cả những chiếc BMW mà người ta cảm thấy rất phong cách đã bị chiếc xe tăng cán dẹp. Xe tăng cuối cùng cũng dừng lại, một người từ bên trong đứng lên, ngay sau đó lại phóng người đứng bên cạnh Liễu Vân Anh. Vân Anh, cháu xem, cô giúp cháu hả giận, cô cho xe bọn trúc dẹp lép rồi. Người này đúng là Liễu Mộng, nàng ra vẻ dỗ dành con nít không được khóc đấy nhé liễu vân anh không khóc nhưng lúc này nàng cảm thấy dở khóc dở cười cô 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 lấy chiếc xe tăng này ở đâu ra đây không phải là xe tăng mà gọi là xe tăng xe liễu mộng nghiêm trang nói cô vốn muốn có một chiếc xe không sợ tông vào xe người khác sau đó kiều tiểu kiều nghĩ biện pháp xấy cho có chiếc xe này đúng là rất vui nhưng hôm nay là lần đầu tiên cô chạy nó liễu vân anh không biết nói gì hàn hiểu và thẩm vân thì dùng ánh mắt sùng bái nhìn liễu mộng đúng là quá hoành tráng cô cô của liễu vân anh này thật sự quá khủng có thể chạy cả xe tăng rẻ bẹp một hàng xe bmw cảm giác kia thật sự quá sướng lúc này đám đặng đào nằm trên mặt đất cũng choáng váng bọn họ đắc tội với ai thế này người ta chạy cả xe tăng cũng đừng thái quá như vậy chứ này các người đứng lên bồi thường tiền liễu mộng lúc này đến trước mặt đặng đào bộ dạng mất hứng. Các người đập hư xe của Tiểu Anh, mau bồi thường tiền, không bồi thường tôi sẽ cho xe tăng cán dẹp các người. Đặng đào thiếu chút nữa thì hôn mê bất tỉnh, 10 chiếc BMW của hắn đã bị cán dẹp, bây giờ còn muốn hắn bồi thường sao? Có người không nói lý lẽ như vậy à? Cô còn biết nói lý lẽ không? Đặng đào có chút tức giận nói. Trước nay tôi đều nói lý lẽ. Liễu mộng dùng ánh mắt kỳ quái nhìn đặng đào. Anh là người ngốc sao? đặng đào thiếu chút nữa đã hôn mê, nhưng một hồi còi cảnh sát vang lên làm hắn chấn động tinh thần, lúc này hắn cuối cùng cũng nghĩ đến tác dụng của cảnh sát. Hai chiếc xe cảnh sát nhanh chóng chạy đến, sau đó xe dừng lại, một nữ cảnh sát lạnh lùng khêu gợi xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Khi thấy người này thì liễu mộng chợt vui sướng, nàng lập tức chạy đến. Băng băng, em đến vừa đúng lúc, đám người này đập hư xe của tiểu anh mà không chịu bồi thường tiền, em mau bắt bọn họ lại rồi vứt vào ngục. Liễu Mộng nhanh chóng nói, cô gái này tất nhiên là phó cục trưởng cục công an quận Đông Lãnh Băng băng, nàng cũng giống như ngày thường, vẫn thích làm binh sĩ. Bây giờ trong tay nàng không có án, nàng nhận được tin báo có cảnh sát thì lập tức tự mình chạy đến. Nhưng nàng chỉ nghĩ đó là một chuyện nhỏ, không ngờ khi nàng đến nơi thì hoảng sợ, vì sao bây giờ có cả xe tăng. Khi thấy Liễu Mộng thì Lãnh Băng băng không biết nói gì hơn, trong thành phố Giang Hải, dù là chủ tịch phạm tội thì nàng cũng dám bắt nhưng có hai người mà nàng không bia làm gì hơn, mà Liễu Mộng là một trong số đó. Ngoài Liễu Mộng thì một người làm lãnh băng băng phải bó tay chính là một tên lưu manh, tên lưu manh đó làm nàng thỉnh thoảng nghĩ đến. Cũng không biết khi nào hắn mới quay về. Lãnh băng băng không tự giác được phải nhớ về Hạ Thiên, nhưng đúng lúc này nàng lại nghe được một âm thanh quen thuộc. Vợ cảnh sát tỉ tỉ, chị ở đây sao? chương 732, chị muốn bỏ cậu. Lãnh Băng Băng cảm thấy nghi ngờ mình nghe lầm, chẳng lẽ nàng nghĩ nhiều về hắn, bây giờ lại nghe lầm như vậy. Nhưng nàng cảm thấy điều này là không thể, tuy nàng thỉnh thoảng hay nghĩ về hắn nhưng còn chưa đến tình trạng như vậy, ít nhất nàng cũng không thừa nhận mình có nghĩ về hắn như thế. Khi đang thất thần thì Lãnh Băng Băng đột nhiên cảm nhận được hai bàn tay có lực ôm lấy eo mình, một hương vị quen thuộc bùng vào mũi nàng. Cuối cùng nàng cũng hiểu mình không nghe lầm, cũng không lầm, đây quả thật là hắn. Lãnh Băng Băng xoay người, sau đó nàng thấy được Hạ Thiên, lúc này hắn đang nở nụ cười sáng lạn nhìn nàng, bộ dạng rất vui vẻ. "Cậu chừng nào thì?" Lãnh Băng Băng chuẩn bị mở miệng hỏi Hạ Thiên xem hắn về lúc nào, nhưng nàng còn chưa kịp hỏi thì miệng đã bị chặn, hắn đã hôn lên môi nàng. Lãnh Băng Băng dùng mình một cái rồi buông tha không chống cự, nàng để mặc cho Hạ Thiên tàn phá cặp môi anh đào của mình. Sắc lang này đều là như vậy, rất thích tuyên bố chủ quyền với nàng trước đám đông. Dù bây giờ nàng là phụ nữ của hắn, hắn vẫn thích làm trò này không biết mệt. Đám cảnh sát khác lại xem như không thấy gì, bọn họ điềm nhiên bắt đám đáng thương nằm trên mặt đất, sau đó hắn đầu hỏi án. "Này, Liễu Vân Anh, đây không phải là anh rể của cậu sao?" Hàn Hiểu kéo tay Liễu Vân Anh. Hình như anh rể của bạn vùng dậy ra ngoài tìm vợ bé thì phải. Hình như là vậy nhưng chị mình không quan tâm, mình cũng chẳng biết phải làm sao. Liễu Vân Anh rất bất đắc dĩ, lúc này nàng đã nhìn thấy Liễu Vân Mạn, nàng đang lo lắng nên báo cáo công tác thế nào với chị. Tôi rất tức giận. Liễu Mộng ở bên kia bĩu môi. Tôi quyết định không quan tâm đến tiểu bại hoại, quay về mà không tìm tôi. Liễu Mộng nhìn có vẻ giận thật, nàng nói xong thì chạy về chiếc xe tăng của mình, sau đó nàng nhanh chóng chạy đi. Cái gì mà giận, ảnh rể chẳng qua quen tính như vậy mà thôi. Liễu Vân Anh thầm nói thẩm vân không nhịn được cái gì là quen tính như vậy không hiểu à liễu vân anh hỏi ngược lại mình đang hỏi bạn mà thẩm vân không biết nói gì hơn không hiểu thì thôi liễu vân anh thuận miệng nói thẩm vân hết chỗ nói nàng đang định nói gì đó thì liễu vân anh chợt hô lên kinh hoàng này không tốt hình như cô cô rất tức giận cô vừa tông vào xe của người ta hạ thiên hạ thiên không tốt Liễu Vân Mạn lúc này cũng vội vàng hô lên. Hạ Thiên Quyến luyến buông lãnh băng băng ra, sau đó hắn quay đầu nhìn Liễu Vân Mạn. Chị Vân Mạn, có chuyện gì à? Cậu nhìn kìa, cô cô đang hút xe. Liễu Vân Mạn chỉ về phía trước, chỗ đó có một chiếc xe bị tông hỏng, nhưng trên xe không có người, vì vậy mà tạm thời không có thương vong. Hạ Thiên nhìn rồi hời hợt nói. Chị Vân Mạn, chị không cần lo, chị Mộng sẽ không bị thương. Liễu Vân Mạn chợt giở khóc giở cười, nàng tất nhiên không lo cô cô sẽ bị thương, nàng sợ cô cô lái xe tăng tông chết người khác. Mau, mau đuổi theo chị Mộng, để chị ấy dừng xe lại. Lãnh băng băng lúc này mới kịp phản ứng, sau đó nàng vội vàng nói với Hạ Thiên. Vợ cảnh sát tỉ tỉ, tôi vừa gặp chị mà. Hạ Thiên có chút không nỡ. Cậu để chị Mộng dừng xe lại, tối nay đến tìm tôi là được. Lãnh băng băng có chút sốt ruột, nếu chỉ là đè nát xe người ta thì chẳng có vấn đề gì lớn chỉ bồi thường chút tiền mà thôi nhưng nếu liễu mộng gây ra nhân mạng thì quá phiền khi thấy hạ thiên không quá tình nguyện thì lãnh băng băng phải dở chiêu cũ mau lên nếu không tôi sẽ chẳng để ý đến cậu lãnh băng băng dùng giọng điệu uy hiếp vì vậy mà hạ thiên lập tức khuất phục hắn đành phải lên tiếng được rồi vợ cảnh sát tỉ tỉ tôi sẽ đi hạ thiên nói xong thì chạy về phía chiếc xe tăng liễu mộng chạy không nhanh thực tế xe tăng cũng không phải xe thể thao chạy trên đường khó thể nhanh được vì vậy hạ thiên vừa chạy đã đuổi kịp xe tăng hắn nhảy dựng lên ngồi bên cạnh liễu mộng chị mộng may dừng xe tăng lại hạ thiên mở miệng nói đây là xe tăng xe không phải là xe tăng liễu mộng hừ một tiếng còn nữa chị không để ý đến cậu cậu đừng nói chuyện với chị hạ thiên cảm thấy rất kỳ quái chị mộng Sao chị không để ý đến tôi? Vì bây giờ chị rất tức giận. Liễu Mộng dùng giọng mất vui nói. "Chị Mộng, sao chị lại tức giận?" Hạ Thiên tiếp tục hỏi. "Vì cậu quá bại hoại." Liễu Mộng bĩu môi, sau đó nàng dừng xe tăng lại, nàng quay đầu trừng mắt nhìn Hạ Thiên. "Này, không cho cậu ngồi xe của chị, cậu xuống ngay." "Chị Mộng, trước nay tôi luôn bại hoại, sao trước kia chị không giận, bây giờ lại giận?" Hạ Thiên nói rất chăm chú vì trước kia cậu là tiểu bại hoại bây giờ cậu là quân khốn kiếp không còn đáng yêu như tiểu bại hoại vì vậy chị rất tức giận liễu mộng rất có lý do cậu đến thủ đô chơi mà không đưa chị theo bây giờ quay về không nói với chị lại thân mật với lãnh băng băng cũng không ôm chịu vì vậy chị quyết định không quan tâm đến cậu chị mộng tôi không phải vừa gặp chị đây sao hạ thiên cảm thấy mình rất vô tội còn nữa cái gì là quân khốn kiếp và không đáng yêu bằng tiểu bại hoại Tôi cảm thấy khốn kiếp mới hay hơn tiểu bại hoại ấy chứ. Đã nói không phải, nói tóm lại chỉ thích tiểu bại hoại, không thích quân khốn kiếp. Liễu Mộng bĩu môi, nàng trừng mắt nhìn Hạ Thiên. Bây giờ chị không thích cậu. Chị Mộng, sao chị không thích tôi? Hạ Thiên có chút buồn bực. Tôi là chồng chị, chị không thể không thích tôi. Chị không muốn cậu làm chồng, chị muốn bỏ cậu. Liễu Mộng tức giận nói. Chị Mộng, chị không được bỏ tôi nếu không tôi sẽ trừng phạt chị hạ thiên dùng ánh mắt có chút bất mãn nhìn liễu mộng liễu mộng quệt miệng chị muốn bỏ cậu chị không sợ cậu đét hạ thiên dùng một tay kéo liễu mộng đến sau đó hắn đánh vào mông nàng tiểu bại hoại không cho phép đánh vào mông chị liễu mộng rất mất hứng nàng vừa nói xong đã bị hạ thiên bế lên nhảy xuống xe tăng sau đó chạy vội đi này tiểu bại hoại chị đã nói rất tức giận không cho cậu ôm chị Liễu mộng kháng nghị. Hạ thiên không nói gì, hắn tiếp tục ôm nàng chạy đi. Mười phút sau hắn đã ôm Liễu mộng chạy về biệt thự của Kiều Tiểu Kiều, sau đó đi vào phòng ngủ của Liễu mộng. Tiểu bại hoại, không cho phép cởi quần áo của chị, đã nói không được phép, cậu còn muốn ư ư. Liễu mộng tiếp tục kháng nghị nhưng cuối cùng chỉ còn lại những tiếng rên rỉ. chương 733, làm việc theo lẽ công bằng. Phân cục công an quận Đông. Lãnh băng băng đang ngồi trên ghế trong phòng làm việc của mình nhưng tiếng ồn ào ở bên ngoài vẫn truyền vào tai nàng, điều này làm cho nàng cảm thấy rất phiền. Bà lão bị thương đã được đưa đến bệnh viện, còn những người khác, ngoài Liễu Mộng đều được đưa về cục công an, ngay cả Liễu Vân Mạn cũng bị đưa đến. Vì tránh tình nghi mà lãnh băng băng không tham gia vụ này, nàng giao cho đồng giang phụ trách vụ án, nàng thuận tiện căn dặn vài câu mà thôi. Nhưng bây giờ nghe tiếng la hét ầm ý bên ngoài thì rõ ràng là tình cảnh không tốt. Có chút khó coi. Nhóm Liễu Vân Anh tình nguyện thì hoàn toàn có thể hiểu, điều này cũng là bình thường, tuy Liễu Vân Anh bị đánh một tát, bạn học Hàn hiểu của nàng cũng bị một tát, hơn nữa chiếc BMW của Liễu Vân Mạn cũng bị đập nát, nhưng nói tóm lại thì đám người đặng Đào kia mới thật sự thiệt hại lớn, hơn 10 chiếc BMW bị cán dẹp, mỗi người bị đánh một trận tơi bời, nếu có thể xóa bỏ, hai bên không ai nợ ai, như vậy Liễu Vân Anh rất tình nguyện. Vấn đề là đặng Đào không muốn như vậy hắn thấy mình thiệt thòi quá lớn nếu muốn triệt tiêu tất cả thì tuyệt đối không được trừ khi liễu vân anh tình nguyện bồi thường nếu không sẽ chẳng bỏ qua nhưng liễu vân anh lại không đồng ý yêu cầu này nói đùa sao chuyện này là nàng có lý kết quả nàng còn bồi thường tiền à nào có đạo lý này đồng giang phối hợp nửa giờ vẫn chưa cho ra kết quả ngược lại liễu vân anh và đặng đào bắt đầu ồn ào với nhau lãnh băng băng cuối cùng cũng mất kiên nhẫn nàng đứng lên chuẩn bị đi ra đúng lúc này lại có người gõ cửa vào đi lãnh băng băng lại ngồi xuống cửa phòng mở ra đồng giang tiến vào nói cục trưởng tình huống thế nào lãnh băng băng mở miệng hỏi tuy nàng có thể nghe thấy tiếng ồn ào bên ngoài nhưng vẫn không biết tình hình cụ thể cục trưởng sự việc có chút phiền toái liễu tiểu thư bên kia tình nguyện hiểu nhau thì có thể hiểu nhưng đặng đào lại không tán thành đồng giang khẽ hạ giọng nói Mẹ của Đặng Đào chính là bà lão được đưa đến bệnh viện đã tỉnh lại, tôi đã hỏi qua phía bệnh viện, không có gì cả, nhưng bà lão kia không chịu xuất viện, hơn nữa còn la hét bệnh viện phải kiểm tra, hình như muốn làm lớn chuyện. Bà ta muốn làm lớn chuyện sao? Lãnh Băng Băng thật sự tức giận, nàng đã biết nguyên nhân sự việc, cuối cùng vẫn là do bà lão kia mà ra. Đáng lý ra Liễu Vân Anh dọa đứa bé cũng không phải chuyện gì lớn nhưng bà lão kia cứ muốn xé to chuyện, còn ra tay đánh người điều kỳ quái nhất chính là bà ta điện thoại kéo con trai đến đập nát xe của liễu vân anh sau khi đập bể xe còn muốn tiếp tục đánh người một chuyện nhỏ nhặt lại náo loạn như vậy nói bà lão kia là đầu sỏ gây chuyện cũng chẳng sai chút nào đồng giang khẽ gật đầu hắn có chút bất đắc dĩ bà lão kia nghe nói rất yêu thương cháu nội không cho phép người khác nói nó một câu hơn nữa con của bà ta cũng có nhiều tiền làm người lại cứng nhắc lần này tổn thất nặng bà ta nhất định sẽ không bỏ qua vậy bọn họ muốn thế nào? Lãnh băng băng hỏi. Đặng đào muốn liễu tiểu thư bồi thường hai chục triệu, còn phải xin lỗi. Nói cách khác hắn muốn tố cáo liễu tiểu thư cố ý gây thương tích. Đồng Giang hạ thấp giọng nói. Cục trưởng, đặng đào kia hình như thấy chị rất quen thuộc liễu tiểu thư, vì vậy bọn họ nói cục công an bao che tội phạm, còn nói đã tìm được phóng viên, muốn đưa sự việc ra ngoài ánh sáng, tóm lại sự việc rất phiền toái. Được rồi, để tôi ra xử lý. Lãnh Băng Băng đứng dậy rời khỏi phòng làm việc, lúc này bên ngoài rất rối loạn. Tất cả im mồm cho tôi." Lãnh Băng Băng quát lạnh một tiếng. Lãnh Băng Băng quát như vậy thì làm cho gian phòng yên tĩnh trở lại, tất cả đều nhìn về phía nàng. "Cảnh sát, tôi hy vọng cô có thể xử lý công bằng, nếu không." Đặng Đào nhìn Lãnh Băng Băng, trong lời nói có chút uy hiếp. Lãnh Băng Băng hừ một tiếng cắt đứt lời Đặng Đào. "Anh hy vọng tôi xử lý công bằng sao?" tất nhiên. Đặng đào cảm thấy có gì đó là lạ, nhưng hắn vẫn gật đầu. Rất tốt, đưa ra quyết định bắt tất cả bọn họ lại. Lãnh băng băng quay đầu nhìn Đồng Giang rồi nói. Đồng Giang chợt sướng sờ. Cục trưởng, điều này. Cái gì? Đặng đào chợt sướng sờ, sau đó tức giận hô lớn. Dựa vào cái gì, chúng tôi không phạm tội, dựa vào cái gì để bắt chúng tôi? Cô lạm dụng chức quyền. Anh muốn biết tôi dựa vào thứ gì sao? trong giọng nói của lãnh băng băng có hương vị trào phúng tôi sẽ nói cho anh rõ chúng tôi có nhiều người chứng minh anh nhóm người các anh đập bể xe của liễu vân anh anh có phủ nhận không tôi không phủ nhận đập bể xe thì sao tôi bồi thường là được đặng đào tất nhiên không hiểu hắn chất vấn dựa vào cái gì để bắt tôi anh có biết bây giờ vì sao chị an không tốt vì có rất nhiều người thiếu kiến thức pháp luật như anh chỉ cho rằng có tiền là có thể giải quyết được tất cả anh cho rằng chỉ cần đập bể xe và bồi thường tiền là được sao? Lãnh băng băng cười lạnh một tiếng. Hôm nay tôi cho các anh biết thế nào là phá hoại tài sản công dân. Các anh mang tội cố ý phá hoại tài sản, tôi chuẩn bị cho các anh vào tù vài năm. Đồng Giang nghe nói như vậy thì lập tức bội phục lãnh băng băng, không hổ danh là cục trưởng, vừa mở miệng đã nói chúng chỗ hiểm. Những năm gần đây có không ít người tùy tiện đập xe đánh người, sau đó cho chút tiền, cho rằng sẽ không có gì, nhưng bọn họ không biết làm như vậy sẽ phạm pháp, nếu truy cứu trách nhiệm thì sẽ phải ngồi tù. Đúng vậy, tội cố ý hủy hoại tài sản công dân, tội này được phán thì ít nhất cũng phải ngồi tù 3 năm. Đồng Giang ở bên cạnh phụ họa một câu. Đập một chiếc BMW giá trị 1 triệu đồng, tất nhiên là lớn chuyện, thực thế chỉ vài chục ngàn đã lớn chuyện rồi. À, vậy thì tốt, vậy bắt tất cả bọn họ vào tù đi. Liễu Vân Anh có chút hưng phấn hôm nay nàng vô duyên vô cớ bị người ta cho một tát dù có cô cô xả giận cho nhưng vẫn còn một ngạt đặng đào cuối cùng cũng sợ hãi nhưng hắn lại nhớ đến một chuyện lại bắt đầu cứng rắn được muốn bắt chúng tôi cũng không sao nhưng cô gái lái xe tăng cán xe của chúng tôi có thể bắt lại không anh sai rồi cô ấy chỉ là lái xe tăng không cẩn thận đâm vào xe người khác điều này khác biệt với các anh cô ấy gọi là tai nạn giao thông không đâm chết người nhiều lắm chỉ bồi thường tiền là được Lãnh Băng Băng dùng giọng không nhanh không chậm nói. Đặng Đào chợt ngây người, sau đó hắn gào lên phẫn nộ. Cô lạm dụng chức quyền, tôi muốn tố cáo cô. Đi mà tố cáo, tôi nói cho anh biết, đây mới gọi là công ban. Lãnh Băng Băng hừ lạnh một tiếng, sau đó quay đầu nhìn Đồng Giang. Làm việc theo những gì tôi vừa nói. Chương 734 tự gây nhiệt. Vâng, cục trưởng. Đồng Giang lên tiếng, sau đó hắn phân phó đám cảnh sát khác còn ngây ra đó làm gì? Mau làm việc. Đám cảnh sát đều hành động, bọn họ bắt đầu làm thủ tục giam giữ đám người đặng đào. Chờ đã, chờ đã, tôi đồng ý hòa giải, tôi đồng ý hòa giải. Đặng đào thấy đám cảnh sát bắt đầu hành động thì lập tức hét toáng lên. Đúng vậy, tôi cũng đồng ý hòa giải, xe của tôi không cần bồi thường. Của tôi cũng không cần bồi thường. Đồng Giang không khỏi nhìn về phía lãnh băng băng, hắn rung giọng hỏi thăm nói: Cục trưởng, chị xem. Tiếp tục, nên làm gì cứ làm." Lãnh Băng băng phất tay, nàng rõ ràng phải làm ác nhân đến cùng. Đồng Giang dùng ánh mắt có chút đồng tình nhìn đám người đặng đào, cuối cùng hắn cũng hiểu cái gì là tự gây nhiệt. Nếu lúc trước bọn họ tình nguyện hòa giải thì bây giờ đã có thể về nhà, nhưng bọn họ muốn làm lớn chuyện, kết quả thì quá tốt, bọn họ sắp bị ném vào nhà ngục. Tôi muốn tố cáo các người, tôi muốn tố cáo các người đặng đào bị đưa đi hắn gào lên điên cuồng đồng giang anh sắp xếp người đến bệnh viện để giám định pháp y cho bà lão để xem thương thế ra sao lãnh băng băng hoàn toàn không quan tâm đến đặng đào nàng tiếp tục phân phó một câu vâng cục trưởng đồng giang lên tiếng sau đó hắn lập tức đi sắp xếp khi vài chục người được đưa đi thì cục công an không còn ồn ào như trước còn đám người liễu vân anh lúc này lại cực kỳ hưng phấn ánh mắt các nàng nhìn về phía lãnh băng băng có chút sùng bái. Không còn gì nữa rồi, mọi người cũng về đi. Lãnh băng băng đi đến trước mặt Liễu Vân Mạn, nàng dùng giọng hòa nhã nói. Hai người bọn họ tuy không tính là quá quen thuộc nhưng vẫn biết đến nhau thông qua quan hệ với Hạ Thiên. À, cảm ơn chị. Liễu Vân Mạn nói một tiếng cảm ơn. Lãnh băng băng cười nhạt một tiếng, nàng không nói gì thêm. Chuyện vừa rồi không làm phiền chị đấy chứ. Liễu Vân Mạn trần trừ một lúc rồi không nhịn được phải hỏi. Không cần lo, không có gì. Lãnh băng băng cũng không quan tâm đến vấn đề này. Nhưng xe của chị có lẽ không biết bao giờ mới được bồi thường. Không sao, xe chỉ là chuyện nhỏ. Liễu Vân Mạn có chút tiếc hận nhưng cũng không quá quan tâm, dù sao xe còn có thể sửa, không sửa cũng có thể mua mới. Lãnh băng băng không nói gì thêm, Liễu Vân Mạn cũng thấy lãnh băng băng không có ý muốn tiếp tục nói chuyện, vì vậy nàng cũng nhanh chóng dẫn đám Liễu Vân Anh rời khỏi cục công an. Lãnh Băng Băng quay lại phòng làm việc của mình, nàng thở dài một hơi, cuối cùng cũng coi như tạm thời thu phục được chuyện này. Điện thoại vang lên, Lãnh Băng Băng lấy điện thoại ra xem, sau đó nàng nhận máy. "Cục trưởng Hào, tìm tôi có việc gì sao?" Lãnh Băng Băng mở miệng hỏi, người điện thoại đến là Hào Đồ. Trước nay Lãnh Băng Băng và Hào Đồ coi như tương đối quen thuộc tuy chức vị của lãnh băng băng còn thấp hơn hào đồ vài bậc, nhưng khi có chuyện xảy ra thì phần lớn đều là hào đồ thỉnh cầu lãnh băng băng trợ giúp. Hào đồ đi thẳng vào vấn đề. Tiểu lãnh, nghe nói Hạ Thiên đã quay về. Vâng, đã quay về. Lãnh băng băng cũng không giấu giếm, trong lòng có chút kỳ quái, cục trưởng hào này hình như khá linh thông tin tức, ngay cả chuyện này cũng biết. Lãnh băng băng nghĩ vậy mà trong lòng có chút mất vui, lưu manh này quay về thật sự không nói với nàng một tiếng, hơn nữa còn xuất hiện cùng Liễu Vân Mạn, vì trùng hợp mới gặp mặt nàng. Đúng rồi, tiểu lãnh, Hạ Thiên có nói đã bắt được Thái Bằng Trình thế nào không? Hào Đô lại hỏi, sau đó giải thích. Thủ đô bên kia biết Thái Bằng Trình trong tay chúng ta, bọn họ nói chúng ta phái người cướp Thái Bằng Trình từ trong nhà giam ra, bây giờ đang báo cáo lên Bộ Công an. Điều này tôi cũng không rõ, ngày đó cậu ấy cũng không nói cẩn thận. Lãnh băng băng có chút trầm ngâm. Thế này đi, Cục trưởng Hào, tôi điện thoại cho cậu ấy để tìm hiểu tình huống, sau đó sẽ báo cáo cho anh. Được, vậy làm phiền cô. Hào đồ có chút vui sướng. Sau khi kết thúc nói chuyện với Hào đồ thì lãnh băng băng do dự một lúc, cuối cùng hắn bấm số Hạ Thiên. Chuông điện thoại vang lên, lúc này Hạ Thiên và Liễu Mộng vừa hoàn thành vài hiệp song tu. Tuy trước đó Liễu Mộng có vẻ rất tức giận nhưng cơn tức của nàng luôn đến nhanh đi nhanh, bây giờ cũng không tức giận khi thấy lãnh băng băng điện thoại đến thì liễu mộng cướp lấy điện thoại sau đó nàng hỏi băng băng em biết xe tăng của chị ở đâu không chị mộng chiếc xe kia đã được em đưa về cục công an lãnh băng băng không ngờ liễu mộng tiếp điện thoại vì vậy nàng nhanh chóng trả lời à vậy bây giờ chị đến lấy xe liễu mộng hình như rất quý chiếc xe tăng của mình chị mộng chị không cần đến lấy lãnh băng băng vội vàng nói em sẽ cho người chạy đến kiều ra. Hi hi, vậy thì tốt, Băng Băng ngoan, vậy chị sẽ không đi nữa. Liễu Mộng rất vui vẻ. Chị không nói nữa, Tiểu Bại Hoại sẽ nói với em. Liễu Mộng đưa điện thoại cho Hạ Thiên, sau đó nàng nhảy dựng lên mặc quy quần áo tử tế, nàng vừa chạy ra ngoài vừa nói. Tiểu Bại Hoại, chị đi tìm đồ ăn, cậu chậm rãi điện thoại cho Băng Băng đi. Vợ cảnh sát tỷ tỷ, chị đang ở đâu? Hạ Thiên nhận điện thoại rồi hỏi. Nếu không tôi sẽ sang tìm chị. Cậu ăn cơm chưa chưa? Lãnh băng băng hỏi một câu, bây giờ đã hơn 2 giờ nhưng nàng vẫn còn chưa ăn, còn Hạ Thiên có ăn hay chưa thì nàng không rõ. Chưa ăn. Hạ Thiên trả lời, hắn vừa ăn bánh bao của Liễu Mộng, không rảnh ăn cơm. Tuy bánh bao ăn ngon nhưng lại không đầy bụng. Lãnh băng băng có chút chần chừ, cuối cùng nàng khẽ gật đầu nói. Vậy cậu đến đây, tôi đang ở phân cục, Cậu trực tiếp đến nhà hàng Tình Duyên gần phân cục, chúng ta sẽ ăn cơm trưa ở đó. Tôi sẽ đến ngay." Hạ Thiên lập tức nhảy dựng lên, sau đó hắn nhanh chóng mặc quần áo tử tế rồi chạy ra ngoài. Hạ Thiên rất muốn đưa Liễu Mộng cùng đi dùng cơm, nhưng hắn phát hiện nàng không có trong phòng, vì vậy hắn không đi tìm, một mình chạy đến khách sạn Tình Duyên. Hạ Thiên thật ra không xa lạ gì khách sạn này, dù đây là một nhà hàng nhỏ nhưng trước đó hắn đã từng cùng Lãnh Băng băng ăn cơm ở đây vì vậy cũng biết đường đi. Chưa đến 10 phút sau hắn đã xuất hiện ở nhà hàng, sau đó tìm được lãnh băng băng, hắn cũng không khách khí mà ngồi xuống ngay bên cạnh. Đã gọi món rồi, sẽ đưa lên ngay. Lãnh băng băng nhìn Hạ Thiên, sau đó nàng tùy ý hỏi một câu. Cậu quay về Giang Hải khi nào? mươi 735, ngôi sao rắc rối. Vừa về tối qua, Hạ Thiên thành thật trả lời. Đáng lý ra muốn cho chị một niềm bất ngờ, nào ngờ gặp ngay chị Vân Mạn, nghe nói xe chị ấy bị đập nát, vì vậy mới cùng chạy đến. Lãnh Băng Băng dùng ánh mắt khác thường nhìn Hạ Thiên, một lúc lâu sau nàng mới chậm rãi nói. "Tôi không thích niềm vui bất ngờ, sau này cũng đừng làm như vậy, sau này quay về điện thoại là được." "Được rồi, vợ cảnh sát tỉ tỉ, sau này nếu tôi ra ngoài quay về trước tiên sẽ tìm chị." Hạ Thiên đồng ý. "Cậu phải nhớ kỹ những gì mình nói." Lãnh Băng Băng khẽ nói vợ cảnh sát tỷ tỷ yên tâm trí nhớ của tôi rất tốt hạ thiên nghiêm trang nói trên gương mặt lạnh lùng xinh đẹp của lãnh băng băng chợt xuất hiện nụ cười nhàn nhạt, nhạt giọng điệu cũng dịu dàng tôi tin cậu lãnh băng băng không đợi hạ thiên tiếp tục mở miệng mà di chuyển chủ đề đúng rồi trước kia không phải cậu bảo một thời gian sau mới quay về à sao bây giờ lại đột nhiên quay lại à bị một nhà đầu tên là dương san gây hại Hạ Thiên có chút bất mãn, nhưng ngay sau đó hắn lại trở nên vui sướng. Thật ra tôi cũng rất muốn quay về, rất nhớ cảnh sát tỷ tỷ. Vẻ mặt lãnh băng băng chợt trở nên dịu dàng, nhưng nàng cũng không hỏi Hạ Thiên về vì chuyện gì. Vì bây giờ nhà hàng không có nhiều người nên đồ ăn được đưa lên rất nhanh, lãnh băng băng và Hạ Thiên đều đã đói, tất nhiên sẽ lập tức ăn cơm. Trong lúc dùng cơm thì lãnh băng băng thoáng hỏi thăm về sự kiện Thái Bằng Trình, tất nhiên Hạ Thiên sẽ khai báo rõ ràng nghe nói Thái Bằng trình trốn khỏi nhà giam mới bị Hạ Thiên bắt lại, vì vậy lãnh băng băng cũng yên lòng. Cảnh sát tỉ tỉ, tên Thái Bằng trình kia lại làm sao? Hắn không chạy mất đấy chứ? Hạ Thiên có chút mơ hồ. Không, bây giờ hắn bị giam giữ bí mật, cũng không có vài người biết hắn ở đâu, vì vậy khó thể chạy trốn. Lãnh băng băng lắc đầu. Nhưng cục trưởng hào hình như phải chịu áp lực từ thủ đô. À, không trốn đi là tốt, nếu tên kia tiếp tục trốn, lần sau tôi bắt gặp sẽ xử lý ngay hạ thiên thuận miệng nói hắn cũng không nói đùa tên thái bằng trình kia chạy thoát quá nhiều điều này làm hắn khó chịu nếu lần này tiếp tục chạy thoát thì trực tiếp xử lý sẽ tốt hơn thật ra chuyện thái bằng trình chúng ta không nên quan tâm quá nhiều không liên quan gì đến chúng ta lãnh băng băng khẽ nói nhưng cục trưởng hào là người tốt anh ấy tìm chúng ta hỗ trợ chúng ta chỉ giúp anh ấy mà thôi cậu không cần đặt nặng vấn đề này Hạ Thiên cũng không muốn quan tâm đến vấn đề này, bây giờ lãnh băng băng nói không cần xen vào, tất nhiên hắn cầu còn chưa được. Tất nhiên Thái Bằng Trình thật sự chạy thoát một lần nữa, lại bị hắn tìm được, hắn sẽ xử lý ngay. Đến 3 giờ chiều hai người mới ăn xong bữa trưa, lãnh băng băng muốn đến cục công an, Hạ Thiên dứt khoát đi theo nàng. Lúc này nàng cũng không đuổi hắn đi, tất nhiên điều kiện tiên quyết là hắn phải thành thật một chút. Đáng lý ra Hạ Thiên muốn chờ lãnh băng băng tan tầm, sau đó cùng nàng về nhà. Đáng tiếc là một cuộc điện thoại đã làm cho kế hoạch của hắn không thể thực hiện được, người gọi điện thoại không phải là ai khác mà chính là Liễu Mộng trước đó đã la hét đi tìm đồ ăn. Tiểu bại hoại, mau mang tiền đến siêu thị nhạc gia phúc, chỉ mua đồ mà quên mang tiền. Liễu Mộng nói một câu như vậy và cúp điện thoại. Hạ Thiên không có biện pháp nào khác đành phải rời khỏi cảnh sát tỷ tỷ xinh đẹp khiêu gợi, hắn chạy về phía siêu thị nhạc gia phúc lúc này trong siêu thị nhạc gia phúc đang tương đối hỗn loạn liễu mộng rời khỏi kiều gia thì trực tiếp chạy đến siêu thị này sau đó nàng đến khu thực phẩm trực tiếp ăn đủ món đợi đến khi nhân viên nói nàng trả tiền nàng sực nhớ mình quên mang tiền các người chờ một lát sẽ có người mang tiền đến cho tôi liễu mộng điện thoại cho hạ thiên sau đó nàng tiếp tục đi dạo trong siêu thị khi thấy thứ gì thích thì ăn ngay lúc này người trong siêu thị sẽ không mặc kệ được nữa Người này không có tèn, cùng lắm thì chút nữa có tiền thì làm gì cũng được, nhưng bây giờ lại tiếp tục ăn, rõ ràng là làm loạn. Vì vậy mà bảo vệ siêu thị chạy vào, tuy Liễu Mộng rất xinh đẹp nhưng lúc này gương mặt và khí chất tiên nữ cũng không mang đến lợi ích cho nàng, đám bảo vệ nói Liễu Mộng trộm đồ trong siêu thị, dứt khoát muốn đưa nàng về phòng an ninh xử lý. Tôi không phải trộm. Liễu Mộng trừng mắt nhìn đám bảo vệ. Các người nếu nói tôi là trộm, tôi sẽ đánh các người, tôi có rất nhiều tiền. Mua cả siêu thị này còn được nữa là. Này tiểu thư, cô có tiền thì trả tiền ngay, nếu không có thì theo chúng tôi về phòng bảo vệ, đừng tưởng rằng xinh đẹp thì không phải trộm, những năm nay đám người ỷ mình có chút tư sắc và đi trộm là không thiếu, á. À. Tên đội trưởng bảo vệ vừa định nói thêm vài lời thì đã bị Liễu Mộng đá bay. Tôi đã nói không phải là trộm. Liễu Mộng mất hứng, có trộm nào xinh đẹp như nàng sao? Đám bảo vệ đều xông lên, sau đó tất cả bị Liễu Mộng đá văng một vài tên ngã lên kệ siêu thị vì vậy mà hàng hóa rơi rất bề bộn khi hạ thiên vào đến siêu thị thì nơi đây đã hỗn loạn tiểu bại hoại sao bây giờ cậu mới đến khi thấy hạ thiên thì liễu mộng mất hứng đều tại cậu cả lấy bóp tiền của chị làm hại người ta nói chị là trộm hạ thiên cảm thấy mình rất vô tội chị mộng tôi nào có lấy ví của chị cậu còn nói không có sao ví của chị trên người cậu nhất định là khi cậu cởi quần áo chị đã lấy đi liễu mộng bĩu môi nói hạ thiên suy nghĩ sau đó hắn phát hiện thật sự có khả năng như vậy vì vậy hắn quét mắt khắp bốn phía rồi hỏi chị mộng chị có muốn trả tiền cho bọn họ không không ai bảo bọn họ bảo chị là cướp liễu mộng hừ một tiếng sau đó nàng kéo hạ thiên bước đi chúng ta đi thôi đổi một chỗ khác ăn cơm chị chưa ăn no hai người cứ như vậy mà đi ra trước mắt bao người không lâu sau cảnh sát phân cục quận đông chạy đến ngay sau đó biết được thân phận của kẻ cướp siêu thị bọn họ báo tin cho lãnh băng băng khi lãnh băng băng biết được thì thiếu chút nữa đã tan vỡ chị mộng này sao phiền như vậy một ngày tạo nên hai phiền toái lớn sao đúng là ngôi sao tai họa thậm chí còn rắc rối hơn cả hạ thiên liễu mộng lại không ý thức mình gây phiền cho lãnh băng băng nàng kéo hạ thiên đi đến vài siêu thị khác thuận tiện ăn cơm tối sau đó kéo Hạ Thiên về Kiều gia. Chị đi chơi với tiểu hổ. Khi về đến Kiều gia thì Liễu Mộng ném Hạ Thiên sang một bên. "Chồng, Thanh Phong Sơn có chuyện, có chút phiền toái." Kiều Tiểu Kiều lúc này đã quay về, nàng thấy Hạ Thiên thì khẽ nói. "Chương 736, phải an phận một chút." "Phiền toái gì?" Hạ Thiên có chút buồn bực. "Bọn họ không muốn bán Thanh Phong Sơn cho chúng ta sao?" "Chồng" Chiều nay em đã liên hệ với vị phó chủ tịch huyện Mộc Dương Mạnh Tiến Tài mà chúng ta đã gặp mặt khi sáng, anh ta nói cá nhân rất hoan nghênh chúng ta đầu tư, nhưng cuối cùng Thanh Phong Sơn vào tay ai còn chưa xác định, điều này phải do bí thư huyện ủy huyện Mộc Dương quyết định. Kiều Tiểu Kiều khẽ giới thiệu tình huống. Mạnh Tiến Tài nói hôm nay đã thông qua điện thoại xin chỉ thị của bí thư huyện Mộc Dương, bí thư quyết định kế hoạch của bọn họ trước đó, trước tiên quay phim tuyên truyền về Thanh Phong Sơn. Sau đó cùng yêu cầu đài truyền hình tỉnh và các địa phương khác tuyên truyền, thu hút đầu tư cuối cùng tiến hành mở đấu giá khai thác du lịch Thanh Phong Sơn. Đấu giá sao? Hạ Thiên trừng mắt. Cái này thì anh biết, chẳng phải ai bỏ nhiều tiền thì giao cho người đó à. Đến khi đó chúng ta ra giá cao nhất là được. Kiều Tiểu Kiều khẽ gật đầu. "Chồng, đấu giá quả thật là như vậy, nhưng theo như lời Mạnh Tiến Tài, trước khi đấu giá bọn họ còn tổ chức một cuộc tuyển chọn cạnh tranh." phải phù hợp với điều kiện của bọn họ thì mới có tư cách tham gia đấu giá. Phiền toái nhất chính là chuyện này sẽ liên quan đến nhiều phương diện khác nhau, cũng không nhất định có tiền sẽ giải quyết được vấn đề. Nếu không thì anh đi tìm bí thư huyện ủy của bọn họ, sẽ trực tiếp để lão bán Thanh Phong Sơn cho chúng ta, nếu không thì anh đánh lão ta, chắc chắn lão sẽ đồng ý. Hạ Thiên suy nghĩ rồi nói, hắn cảm thấy phương án này là trực tiếp nhất, cũng là nhanh nhất. Đầu óc ngu si tứ chi phát triển. Bên cạnh vang lên một âm thanh châm chọc, là Kiều Phượng Nhi không nhịn được phải nói một câu. Hạ Thiên dùng ánh mắt có chút bất mãn nhìn Kiều Phượng Nhi. Em là ngực to không não. Kiều Phượng Nhi thiếu chút nữa bị những lời của Hạ Thiên làm cho sặc chết, trong lòng không khỏi thầm mắng đối phương, chẳng phải người làm nàng to ngực không phải là Hạ Thiên sao. Trông, biện pháp của cậu cũng đúng, nhưng em cho rằng chúng ta dùng biện pháp bình thường đi cạnh tranh sẽ hay hơn. Kiều Tiểu Kiều có chút trầm ngâm chúng ta biểu hiện tốt sẽ tìm được hiệu quả dù sao chúng ta cũng không hy vọng nhiều người biết sự liên lạc giữa chúng ta và thanh phong sơn nếu cho người khác nhảy vào tham gia đấu giá công bằng thì tốt hơn hạ thiên suy nghĩ rồi lầm bầm điều này tống ngọc mỹ lợi hại kia cũng biết thần tiên tỷ tỷ hình như chị ta còn muốn tìm đến thần tiên tỷ tỷ nhưng gần đây không có động tính, có chút kỳ quái xem ra mình phải an phận một chút không thể cho chị ta biết thần tiên tỷ tỷ ở thanh phong sơn kiều tiểu kiều chợt sững sờ chồng anh nói cái gì vậy hạ thiên quét mắt nhìn xung quanh sau đó hắn kéo kiều tiểu kiều lên lầu vợ chúng ta lên lầu miễn kẻ khác nghe lén kiều phượng nhi lập tức buồn bực nàng nhịn không được phải phản bác ai nghe lén hạ thiên không quan tâm đến kiều phượng nhi hắn kéo kiều tiểu kiều vào phòng ngủ của nàng rồi đóng cửa lại chồng rốt cuộc là thế nào kiều tiểu kiều cảm thấy có chút kỳ quái Hạ Thiên kể từ đầu đến cuối chuyện gặp mặt một tống ngọc mị ăn mặc kỳ cục võ công hùng mạnh cho Kiều Tiểu Kiều. Sau khi nghe xong thì Kiều Tiểu Kiều cực kỳ kinh ngạc. Chồng, anh nói có một người phụ nữ còn mạnh mẽ hơn anh là kẻ địch của chị Nguyệt sao? Kiều Tiểu Kiều có chút khó tin, nàng không ngờ trên đời này ngoài chị Nguyệt còn có người mạnh hơn cả Hạ Thiên. Chị ấy chỉ tạm thời đánh đấm giỏi hơn mà thôi. Hạ Thiên không thừa nhận mình thua tống ngọc mị. Lần trước anh cũng không bại chị ta cũng thiếu chút nữa bị anh làm cho khổ chết, sau một thời gian nữa thì anh nhất định sẽ lợi hại hơn. Chồng, anh có muốn quay về Thanh Phong Sơn hỏi chị Nguyệt không? Kiều Tiểu Kiều có chút trầm ngâm, sau đó nàng dùng giọng đề nghị nói. Thôi khỏi, người phụ nữ kia không có động tính gì, cũng không biết có phải đang theo dõi anh không, bây giờ nếu anh quay về tìm thần tiên tỷ tỷ, chẳng phải đang dẫn đường cho chị ta sao? Hạ Thiên suy nghĩ, cuối cùng hắn lắc đầu, thật ra hắn muốn quay về một chuyến nhưng vì suy nghĩ cho thần tiên tỷ tỷ mà hắn cảm thấy không nên về chồng vậy anh định thế nào kiều tiểu kiều cũng không có ý kiến gì hay anh đang nghĩ trước khi về lại thủ đô phải tìm ra biện pháp xử lý tống ngọc nghị kia hạ thiên nhanh chóng nói nhưng bây giờ hình như anh còn chưa đánh lại chị ta vì vậy phải thêm một khoảng thời gian nữa nhưng điều này cũng không sao vài ngày nữa anh sẽ lợi hại hơn chị ta đến lúc đó anh sẽ xử lý chị ta sau đó đi tìm thần tiên tỷ tỷ. Trông, anh nhận định Tống Ngọc Mỹ kia thật sự là kẻ thù của chị Nguyệt sao? Kiều Tiểu Kiều cau mày. Căn cứ vào những gì anh vừa nói thì có lẽ chị ta có quan hệ không tầm thường với chị Nguyệt mới đúng, ví dụ như cái bớt trên người chị Nguyệt, ngay cả em cũng không biết. Nhất định là như vậy, anh cảm thấy chị ta có định ý với thần tiên tỷ tỷ. Hạ Thiên tương đối khẳng định điều này, nhưng vấn đề của Kiều Tiểu Kiều cũng làm hắn mê hoặc. Nhưng những gì vợ hoài nghi cũng rất đúng, anh cũng không hiểu rõ vì sao chị ta lại quen thuộc thần tiên tỷ tỷ như vậy. Chồng, em thấy hay là thế này, đợi đến khi anh có biện pháp đối phó với chị ta, trước khi xử lý chị ta thì anh nên hỏi thăm ý kiến của chị Nguyệt. Kiều Tiểu Kiều suy nghĩ rồi nói. Được rồi, cứ quyết định như vậy, vợ nói đúng, lần này chúng ta mua thanh phong sơn nên ẩn nhẫn một chút, nếu không sợ rằng Tống Ngọc Mỹ sẽ biết được chỗ ở của thần tiên tỷ tỷ. Hạ Thiên khẽ gật đầu. Người phụ nữ kia rất lợi hại, thần tiên tỷ tỷ cũng không nhất định đánh thắng. À, cứ quyết định như vậy là được, chúng ta sẽ cạnh tranh thu mua thanh phong sơn theo cách thức thông thường, đảm bảo có thể thắng. Kiều Tiểu Kiều khẽ gật đầu. Kiều Tiểu Kiều dừng lại một chút, sau đó nói thêm. Trước tiên em làm chút chuẩn bị ở Giang Hải, chúng ta sẽ đến huyện Mộc Dương một chuyến. Được rồi. Hạ Thiên cũng không có ý kiến gì về vấn đề này, sau đó hắn nhớ đến một việc. Đúng rồi, vợ, bây giờ anh đã học được nghịch thiên đệ tứ châm, đợi lát nữa anh sẽ thi châm cho em, thân thể của em sẽ tốt. À, được. Kiều Tiểu Kiều nở nụ cười hân hoan, nhưng ngay sau đó nàng giống như nhớ đến một vấn đề gì đó, trên mặt không khỏi xuất hiện hai áng mây hồng, hình như có chút ngại ngùng. Vợ, bây giờ anh sẽ thi châm cho em, nhưng em phải cởi quần áo ra. Hạ Thiên nhìn Kiều Tiểu Kiều rồi nghiêm trang nói chương 737, chúng ta đi ngủ. Gương mặt kiều tiểu kiều lại càng đỏ hồng, nàng có chút trần trừ rồi khẽ nói. Chồng, anh giúp em đi. Được. Hạ Thiên lập tức đồng ý, những chuyện này hắn chưa từng từ chối, cởi quần áo cho vợ là một niềm vui thú. Hạ Thiên nhanh chóng hành động, hắn cởi bỏ áo và dây lưng, động tác tuy không nhanh. Bây giờ thời tiết không lạnh nên Kiều Tiểu Kiều ăn mặc không nhiều, vì vậy hắn chỉ tốn chút thời gian đã làm cho quần áo rời khỏi người nàng tuy kiều tiểu kiều có hơi gầy nhưng những đường cong tuyệt vời vẫn hiện ra trước mắt hắn. Vợ, em thật sự có hơi gầy. Hạ thiên khẽ ve vuốt ra thịt trắng muốt của kiều tiểu kiều. Nhưng không sao, đợi đến khi anh thi châm xong thì thể chất của em sẽ tốt hẳn lên, sau này em sẽ ăn ngon, nhất định sẽ mập lên. Kiều tiểu kiều không nói gì, nàng vẫn ngại ngùng, tuy nàng đã 19 tuổi, là thiếu nữ thiên tài, cũng hiểu nhiều chuyện hơn người bình thường. Nàng cũng từng ôm ấp và ngủ cùng giường với Hạ Thiên, tuy cũng đã từng thấy tình cảnh Hạ Thiên và Liễu Mộng trong nhà tắm, nhưng bây giờ nàng lỏa lồ trước mặt hắn, thật ra đây lại là lần đầu tiên. Trước kia Hạ Thiên trị bệnh thì nàng vẫn mặc quần áo, khi nàng ngủ chung với hắn thì vẫn còn mặc đồ ngủ, cũng không đến mức trần chuồng. Hạ Thiên khẽ ôm ngang kiều tiểu kiều, sau đó hắn đặt nàng lên giường, lúc này nàng cũng ngượng ngùng nhắm mắt lại. Nàng không biết Hạ Thiên muốn làm gì mình, nhưng nàng vẫn hết sức tin tưởng hắn. Bọn họ ở cùng với nhau đã khá lâu, Trước nay chưa từng phát sinh quan hệ thân mật, ngay cả Kiều Phượng Nhi và Kiều Hoàng Nhi ở bên cạnh nàng cũng cảm thấy kỳ quái, thậm chí còn nghĩ rằng nàng không muốn. Nhưng trong lòng nàng hiểu, không phải nàng không muốn mà cơ thể trước nay không được tốt, dựa theo lời của chồng thì sức khỏe của nàng không phù hợp với những hoạt động mạnh. "Vợ, em đừng sợ, tuy lát nữa anh sẽ đâm rất nhiều châm lên người em nhưng sẽ không đau, rất an toàn." Âm thanh an ủi của Hạ Thiên truyền vào trong tai Kiều Tiểu Kiều. Lúc này Kiều Tiểu Kiều mở to mắt, nàng nhìn Hạ Thiên rồi khẽ gật đầu. Chồng, em không sợ, có anh ở đây em sẽ vĩnh viễn không sợ. Anh bắt đầu thi châm. Hạ Thiên suy nghĩ, sau đó nói thêm. Này, vợ, em nhắm mắt lại để khỏi căng thẳng, như vậy em có thể ngủ được một giấc. Vâng, em nghe lời anh. Kiều Tiểu Kiều nhắm mắt lại. Kiều Tiểu Kiều nhắm mắt nhưng không ngủ, lúc này nàng cũng thật sự không căng thẳng, nàng rất buông lỏng, trong đầu không khỏi lóe lên những hình ảnh ngày xưa. Nàng không tự giác được phải nhớ về tình huống gặp mặt Hạ Thiên, nhớ đến cô gái thần tiên tỷ tỷ trên Thanh Phong Sơn, khoảng thời gian trên Thanh Phong Sơn tuyệt đối là khó thể quên với nàng. Khi đó Kiều Tiểu Kiều 16 tuổi, tuy nàng đã là thiếu nữ thiên tài nhưng hiểu biết về sự việc cũng như đại đa số người bình thường. Đến khi đó nàng mới phát hiện ra thế giới này còn có nhiều thứ mà mình chưa từng được chứng kiến thậm chí có thể nói kiến thức nàng có được trên thanh phong sơn đã hoàn toàn phá vỡ nhận thức của nàng. Sau khi Hạ Thiên vào thành phố Giang Hải thì ngay cả Kiều Phượng Nhi và Kiều Hoàng Nhi ở bên cạnh cũng không hiểu vì sao Kiều Tiểu Kiều lại tùy ý để cho Hạ Thiên ở cùng những người phụ nữ khác. Ba năm trước chính Kiều Tiểu Kiều cũng không hiểu điều này, nàng đã từng hỏi cô gái thần tiên tỷ tỷ tuyệt sắc, hỏi vì sao nàng lại cho phép Hạ Thiên tìm vợ bé. Tiểu Kiều, tương lai của chúng ta sẽ còn rất lâu dài, hai người đi qua một khoảng thời gian như vậy sẽ rất cô độc nếu nhiều người hơn thì sẽ không buồn thần tiên tỷ tỷ kia chính là nguyệt thanh nhã là thần tiên tỷ tỷ mà hạ thiên thích nhất mà những lời nói này chính là của nguyệt thanh nhã trả lời cho câu hỏi của kiều tiểu kiều sau đó nguyệt thanh nhã còn nói với nàng về nhiều vấn đề khác có vài thứ phải rất lâu sau kiều tiểu kiều mới hiểu được kiều tiểu kiều còn nhớ mình đã hỏi nguyệt thanh nhã chẳng lẽ chị sẽ không ghen cậu ta thích thì chị thích cũng như em Cậu ấy thích em, vì vậy chị cũng thích em." Khi Nguyệt Thanh Nhã dùng giọng dịu dàng nói ra những lời như vậy thì Kiều Tiểu Kiều đã hiểu, Nguyệt Thanh Nhã có cảm tình vượt qua tình cảm nam nữ với Hạ Thiên. Không thể nghi ngờ ảnh hưởng của Nguyệt Thanh Nhã với Kiều Tiểu Kiều là rất lớn, tuy các nàng ở chung với nhau không lâu, nhưng đến bây giờ Kiều Tiểu Kiều vẫn bỏ mặc Hạ Thiên thích làm gì thì làm cũng vì bị ảnh hưởng bởi Nguyệt Thanh Nhã. Trong giấc mộng Kiều Tiểu Kiều hình như đã về đến Thanh Phong Sơn, nàng về đến những ngày tháng 3 năm trước. Khi đó nàng giống như được sinh ra, sau này nàng tiến vào thế giới mới, làm cho ánh mắt nàng khác biệt với người khác. Lúc này nàng cảm thấy một thiếu nữ thiên tài như mình không có lý gì không thể chia sẻ một người đàn ông với bao người phụ nữ khác, nhưng nàng cũng không quan tâm đến cách nhìn của người khác. Chẳng biết từ khi nào Kiều Tiểu Kiều chợt cảm thấy da thịt mình được tắm bằng nước ấm, cuối cùng nàng mới tỉnh giấc trong giấc mộng như thật như ảo lúc này nàng cảm thấy cơ thể mình khác biệt với ngày xưa trong người nàng giống như có một luồng khí tức rất mạnh mẽ chồng em làm sao vậy sao em cảm thấy bây giờ tinh thần tốt hơn trước rất nhiều kiều tiểu kiều không nhịn được phải hỏi vợ trong người em lúc này có một luồng chân khí luồng khí này rất lợi hại bây giờ nếu so về khí lực thì kiều phượng nhi không phải là đối thủ của em hạ thiên vừa lau rửa thân thể cho kiều tiểu kiều vừa giải thích nhưng bây giờ em còn chưa biết cách dùng chân khí này thế nào, anh sẽ dạy em nội công tâm pháp, sau đó em sẽ biết cách dùng. Chồng, em phải học võ sao? Kiều Tiểu Kiều chợt ngẩn ngơ, thật ra nàng không thích võ công. Cũng không phải là võ công, em chỉ nên học cách vận chuyển chân khí, rất đơn giản, em nhiều lắm cũng mất một giờ là được. Hạ Thiên an ủi Kiều Tiểu Kiều. Kiều Tiểu Kiều khẽ thở ra. À, vậy thì tốt. Sau đó Hạ Thiên tắm rửa sạch sẽ cho Kiều Tiểu Kiều, cuối cùng hắn ôm nàng ra khỏi phòng tắm, đặt nàng lên giường, nhìn chằm chằm vào nàng. Kiều Tiểu Kiều lúc này mở to mắt, nàng thấy ánh mắt Hạ Thiên, nhưng nàng vẫn lẳng lặng nằm đó để mặt hắn thưởng thức. "Chồng, bây giờ đã muộn, chúng ta đi ngủ thôi." Sau khi thấy Hạ Thiên chưa có hành động gì thì Kiều Tiểu Kiều dùng giọng ngượng ngùng nói. Chương 738: Nuôi cho béo mới ăn. Vợ bây giờ em có vẻ chưa đầy đủ chất dinh dưỡng khi nghe được lời nói của kiều tiểu kiều thì hạ thiên cuối cùng cũng có phản ứng bắt đầu từ ngày mai em phải ăn nhiều hơn một chút kiều tiểu kiều chợt ngẩn ngơ sau đó nàng gật đầu giọng nói có chút hờn rỗi chồng em biết rồi đêm nay anh nói hai lần như vậy rồi điều này rất quan trọng tất nhiên anh phải nói nhiều lần hạ thiên nghiêm trang nói anh muốn nuôi vợ béo lên một chút sau đó anh mới ăn. Kiều tiểu kiều đỏ mặt, nàng cuối cùng cũng hiểu vì sao bây giờ chồng chưa ăn mình, chẳng lẽ hắn cảm thấy nàng chưa đủ đầy đặn. Xem ra bắt đầu từ ngày mai nàng phải ăn nhiều hơn mới được. Vợ, anh dạy em nội công tâm pháp. Hạ thiên lúc này mở miệng nói. À, tốt. Kiều tiểu kiều khẽ gật đầu, nàng ngồi thẳng người lên, sau đó nàng mặc đồ ngủ và tu luyện công pháp theo sự chỉ dạy của Hạ thiên. Đúng như dự đoán của Hạ Thiên, Kiều Tiểu Kiều chưa mất một giờ đã học xong cách vận công, thiếu nữ thiên tài đúng là thiên tài, học gì luôn nhanh hơn người thường. Vợ, em nhớ mỗi ngày vận công một lượt, như vậy sẽ làm cho sức khỏe của em ngày càng tốt. Hạ Thiên cuối cùng còn dặn dò. Thể chất của em kém cỏi, tuy anh đã tẩy tủy và trong người đã có chân khí nhưng em vẫn phải bồi bổ, bổ sung dinh dưỡng cho cơ thể, như vậy mới triệt đề. À, em biết rồi. Kiều Tiểu Kiều khẽ gật đầu, lúc này nàng đã hiểu, thì ra sức khỏe của nàng còn chưa được toàn diện vì vậy chồng mới không ăn mình hạ thiên nhìn chằm chằm vào kiều tiểu kiều một lúc lâu sau đó hắn dùng giọng chuyên chú nói anh cảm thấy em bồi bổ một tuần là tốt nhiều lắm thì nửa tháng anh có thể ăn em thật ra chồng bây giờ tinh thần của em rất tốt có lẽ cũng được rồi kiều tiểu kiều có chút do so dự sau đó nàng khẽ nói hạ thiên có chút động tâm nhưng hắn suy nghĩ cuối cùng lắc đầu Em phải đợi đã, như vậy mới tốt." Trong lòng Kiều Tiểu Kiều không khỏi có chút cảm động, tuy chồng thường có biểu hiện là sắc lang nhưng cuối cùng vẫn đặt nặng sức khỏe của nàng. "Chồng, vậy anh về ngủ với chị Mộng đi." Kiều Tiểu Kiều khẽ nói. Hạ Thiên lúc này tiếp nhận lời đề nghị của Kiều Tiểu Kiều, vài phút sau hắn đã rời khỏi phòng ngủ của Kiều Tiểu Kiều, sau đó tiến vào phòng Liễu Mộng, trực tiếp chui lên giường. "Này tiểu bại hoại, người ta đang buồn ngủ, đừng cởi đồ." Liễu Mộng bắt đầu kháng nghị, nhưng nàng kháng nghị không hiệu quả, vì vậy mà cả buổi tối Hạ Thiên liên tục chinh chiến trên người nàng. Vì thể chất đặc thù của Liễu Mộng nên mỗi lần Hạ Thiên ở cùng với nàng, dù làm nhiều hay ít vận động thì tinh thần vẫn rất tốt. Cũng vì thế mà cả buổi tối hầu như hắn không có lòng nghỉ ngơi, nhưng hôm nay hắn thức dậy rất sớm, hơn 8 giờ đã rời khỏi giường. Liễu Mộng cũng thức dậy, nhưng nàng chỉ ăn sáng và đi ngủ. Tiểu bại hoại, mỗi đêm cậu đều làm hại chị không ngủ được chị không đi chơi với cậu nữa. Trước khi đi ngủ Liễu Mộng còn mất hứng nói một câu. Kiều Phượng Nhi ở bên cạnh dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn Hạ Thiên, sắc lang chết tiệt tối qua lại ức hiếp chị Mộng Mộng. Kiều Hoàng Nhi kéo Kiều Phượng Nhi sau đó chỉ vào Kiều Tiểu Kiều, Kiều Phượng Nhi cũng không biết Kiều Hoàng Nhi muốn nói điều gì, nhưng khi nàng nhìn một lúc thì hiểu. Nàng không hiểu rõ vì sao lúc này Kiều Tiểu Thư lại ăn như vậy. Hai người bọn họ đi theo Kiều Tiểu Kiều cũng không phải ngày một ngày hai. Sức ăn của Kiều Tiểu Kiều thế nào thì bọn họ hiểu rất rõ. Nếu nói một cách đơn giản thì sức ăn của phụ nữ thường rất ít, mà Kiều Tiểu Kiều thì ăn còn ít hơn những người phụ nữ bình thường. Nhưng sáng hôm nay Kiều Tiểu Kiều có thể nói là ăn ngang với một người đàn ông. Kiều Phượng Nhi không khỏi dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn Hạ Thiên, sắc lang này tối qua ở trong phòng Kiều tiểu thư khá lâu, hơn nữa còn khóa trái cửa, chẳng lẽ trước khi đi ức hiếp chị Mộng Mộng thì còn gây tai họa cho Kiều tiểu thư? Nhưng điều này cũng không đúng dù tối qua kiều tiểu thư bị gây tai hỏa cũng không tăng sức ăn được chứ kiều phượng nhi đang thầm nghĩ thì điện thoại của hạ thiên đã vang lên mỹ nữ tỷ tỷ chị ăn sáng chưa hạ thiên nhanh chóng nhận điện thoại hắn hỏi ngay người điện thoại đến chính là diệp mộng oánh khi nghe hạ thiên hỏi như vậy thì nàng không khỏi khẽ cười đã ăn rồi tôi vừa đến công ty cậu đã ngủ dậy chưa đã dậy rồi mỹ nữ tỷ tỷ chị nhớ tôi không Hạ Thiên cười hì hì hỏi. Kiều Phượng Nhi không khỏi chừng mắt nhìn Hạ Thiên, nàng luôn không thể chịu được vấn đề Hạ Thiên nói chuyện đẩy đưa với những người phụ nữ khác trước mặt Kiều Tiểu Kiều. À, cũng có hơi nhớ cậu. Diệp Mộng Oánh hạ thấp giọng nói, vì bên cạnh nàng có người. Diệp Mộng Oánh dừng lại một chút rồi nói thêm. Chồng, nhớ rõ tôi đã nói với cậu về công ty thần y chứ? Bây giờ công ty đã đăng ký, chuẩn bị đã khá tốt, bây giờ cậu cho tôi vài cách điều chế. À, được, tôi sẽ lập tức đến ghi cho chị." Hạ Thiên đáp ứng rồi cúp điện thoại. Diệp Mộng Oánh chợt sững sờ, Hạ Thiên sao lại cúp điện thoại? Diệp Mộng Oánh định điện thoại lại cho Hạ Thiên nhưng lại đúng lúc có cấp dưới đến báo cáo công tác, nàng phải bỏ qua quyết định của mình. Nhưng lúc này nàng cũng thấy khó hiểu, sự việc chưa rõ ràng, đáng lý nếu nói theo lý thì Hạ Thiên không nên cúp điện thoại, chẳng lẽ có chuyện gì xảy ra? Trong lòng Diệp Mộng Oánh có chút bất an. Vì vậy nàng cũng không có tâm tình nghe cấp dưới báo cáo công tác, may mà người này thấy Diệp Mộng Oánh không yên lòng nên nói nhanh gọn rồi rời khỏi phòng làm việc của lãnh đạo. Lúc này Diệp Mộng Oánh lại cầm điện thoại gọi cho Hạ Thiên. "Ông xã, điện thoại kia." Tiếng chuông điện thoại quen thuộc vang vào tai Diệp Mộng Oánh, điều này làm nàng nao nao, đây không phải là chuông điện thoại của Hạ Thiên à? Sao lại từ cửa truyền vào? Diệp Mộng Oánh chợt cảm thấy hoa mắt, một âm thanh quen thuộc truyền vào tai nàng. Mỹ nữ tỷ tỷ, tôi đến rồi. Diệp mộng oánh chợt ngẩn ngơ, nàng cảm thấy khó tin, nàng nhìn Hạ Thiên đứng trước mặt mình một mét mà ngơ ngác. Chồng, cậu, cậu về từ khi nào? chương 739, xem chị có gầy hay không? Đã về tối qua. Hạ Thiên nói câu đầu không lừa gạt Diệp mộng oánh, nhưng câu sau lại là. Mỹ nữ tỷ tỷ, đáng lý ra ngày hôm qua tôi đã đến tìm chị, nhưng vì có chút chuyện xảy ra, vừa rồi vừa muốn đến tìm thì chị điện thoại, Chúng ta thật sự là tâm hữu linh tê. Trợ lý Chu Cầm của Diệp Mộng Oánh lặng lẽ lui ra ngoài, trước đó không lâu Diệp Mộng Oánh từ thủ đô quay về, Chu Cầm chợt phát hiện Diệp Mộng Oánh khác hẳn trước đó, trở nên đẹp hơn, dáng người trưởng thành hơn, cũng có hương vị của phụ nữ. Lúc đó Chu Cầm khẳng định đã có chuyện gì đó xảy ra với Diệp Mộng Oánh ở thủ đô. Lúc này Chu Cầm nhìn Hạ Thiên, nàng nghe được lời xưng hô của Diệp Mộng Oánh với Hạ Thiên, vì vậy nàng hiểu Diệp tiểu thư này đã bị Hạ thần y đắc thủ. Dù nàng là phụ nữ cũng không khỏi cảm thấy có chút đố kỵ hạ thiên, vị hạ thần y này thật sự có bản lĩnh nhưng cũng quá may mắn. Diệp Mộng Oánh là nữ hào phú thành phố Giang Hải, mới như vậy đã bị hắn nắm vào trong tay, như vậy nửa đời sau của hắn xem như không còn quá nhiều yêu sầu. Khi thấy Chu Cầm đi ra ngoài đóng cửa lại thì Diệp Mộng Oánh cũng không còn cẩn trọng, nàng dựa lên người hạ thiên. Cuối cùng cậu cũng về. Diệp Mộng Oánh có chút vui vẻ. Tôi tưởng cậu còn ở lại thủ đô. Mỹ nữ tỷ tỷ, mỗi ngày chị nhớ đến tôi, có phải như vậy làm gầy hẳn ra không? Hạ Thiên lúc này dùng giọng nghiêm trang hỏi một câu. Tôi muốn kiểm tra xem chị có gầy hay không? Không gầy. Diệp Mộng Oánh khẽ cười. Bây giờ thân thể tôi rất tốt, có thể ăn có thể ngủ, thậm chí có người hoài nghi tôi mang thai. Hạ Thiên dùng hai tay lục lọi rất lâu trên người Diệp Mộng Oánh, sau đó hắn cười hì hì nói. Đúng là không gầy. Hạ Thiên dừng lại một chút rồi hỏi một câu. Mỹ nữ tỷ tỷ, bây giờ chị không mang thai, nhưng chị có muốn sinh con không? Nếu chị muốn thì chúng ta hoàn toàn có thể. Tôi, tôi cảm thấy khá tốt, thật ra tôi còn muốn chờ vài năm nữa. Diệp mộng oánh đỏ mặt. Nhưng nếu cậu muốn thì tôi hoàn toàn có thể. Vậy thì chờ vài năm nữa. Hạ Thiên trả lời ngay. Dù sao bây giờ về sau chúng ta còn sống cùng nhau ít nhất vài trăm năm nữa. Ừ, Diệp Mộng Oánh khe gật đầu, thật ra nàng cảm thấy Hạ Thiên vẫn còn rất trẻ con, nàng thấy Hạ Thiên sẽ không muốn sinh con, nếu nàng sinh con thì sợ rằng hắn sẽ bận rộn tối tăm mặt mày. Mỹ nữ tỷ tỷ, bây giờ tôi có thể ghi cách điều chế cho chị, mà chị thích điều chế thứ gì? Hạ Thiên ôm Diệp Mộng Oánh ngồi xuống ghế làm việc, sau đó đặt Diệp Mộng Oánh ngồi lên đùi mình, sau đó hắn hỏi một câu. Diệp Mộng Oánh thật sự đã sớm có suy xét. Chồng, tuy cách điều chế của cậu đều là phương thuốc, nhưng tôi nghĩ rằng thuốc thường được quản lý rất nghiêm, cục dược phẩm quản lý rất chặt. Vì vậy tôi nghĩ rằng chúng ta dứt khoát chuyển sang kinh doanh sản phẩm bảo vệ sức khỏe. A, à, chồng, cậu có cách điều chế đồ trang điểm và phong nhũ xương, liệu cậu có cách điều chế nước hoa không? Có, mỹ nữ tỷ tỷ, thật ra những thứ này đều là sản phẩm dùng trong đô thị." Hạ Thiên trả lời. "Đúng rồi, chồng, những cách điều chế này liệu có quy trình đặc biệt gì không?" diệp mộng oánh chợt nhớ đến một sự kiện nàng lập tức hỏi có một vài quá trình tương đối đặc biệt nhưng cũng có vài quá trình rất phổ thông hạ thiên trả lời mỹ nữ tỷ tỷ những quy trình sản xuất đặc biệt tôi cũng chỉ cần nói phương pháp cho chị biết là được ừ được diệp mộng oánh cũng không khách khí đây là đàn ông của nàng tất nhiên nàng không có gì phải khách khí hơn nữa công ty thần y được thành lập nàng cũng chừa ra số cổ phần lớn nhất cho hạ thiên Lần này Diệp Mộng Oánh thật sự cũng không cần quá nhiều cách điều chế, vì nàng cảm thấy lần đầu tiên tạo ra quá nhiều sản phẩm cũng không quá tốt, đến lúc đó mở rộng sẽ rất phiền. Vì vậy lần này nàng quyết định sản phẩm chỉ là một loại nước hoa và hai sản phẩm bảo vệ sức khỏe nhằm vào người già và người suy nhược, cộng thêm phong nhũ xương và một đồ trang điểm, tổng cộng có 5 sản phẩm. Hạ Thiên cũng ở trong phòng làm việc của Diệp Mộng Oánh cả buổi sáng, sau khi hắn tự đưa ra cách điều chế cho Diệp Mộng Oánh thì quyết định kiểm tra xem nàng có đầy đặn hơn không. Lần này hắn kiểm tra rất triệt để, đến mức phải cởi tất cả quần áo của nàng, còn lấy tay xoa bóp từng bộ phận. Cuối cùng hắn mới đưa ra một kết luận, mỹ nữ tỷ tỷ hình như đầy đặn hơn một chút, dáng người ngày càng tốt. Giữa trưa, Chu Cầm nhìn Hạ Thiên và Diệp Mộng Oánh ăn mặc chỉnh tề rời khỏi phòng làm việc mà vẻ mặt không khỏi đỏ lên, nàng liên tục canh giữ bên ngoài vì sợ có người xông vào. Tuy nàng không tận mắt nhìn thấy hai người kia làm gì bên trong, nhưng bên trong ngẫu nhiên truyền ra những tiếng rên rỉ, điều này làm nàng biết rõ có chuyện gì. Thực tế thì đến bây giờ hai áng mây hồng trên mặt Diệp Mộng Oánh còn chưa tán đi, điều này cũng làm nàng biết có chuyện gì xảy ra. Diệp Mộng Oánh tuy cảm thấy ánh mắt khác thường của Chu Cầm, nhưng nàng cũng không quan tâm. Nàng cũng không lén làm gì với đàn ông nào khác, nàng chỉ cùng, hoạt động, với chồng mình mà thôi, không có gì không được. Diệp Mộng Oánh ôm cánh tay Hạ Thiên đi ra bên ngoài, Diệp Mộng Oánh nhìn hành lang rồi đột nhiên nhớ tới một chuyện, nàng không khỏi khẽ hỏi. Chồng, Hình Hình biết cậu về chưa? Chị Hinh à, có lẽ vẫn còn chưa biết. Hạ Thiên suy nghĩ rồi trả lời. Nếu không thì cậu đến công ty của cô ấy một chuyến, chúng ta cùng nhau đi dùng cơm. Diệp Mộng Oánh đề nghị. Được rồi, Mỹ Nữ tỷ tỷ, chị ở đây chờ tôi. Hạ Thiên gật đầu, hắn đã đến đây, tất nhiên phải đến xem chị Hinh. À, tôi chờ cậu ở thang máy. Diệp Mộng Oánh lên tiếng, nàng buông lỏng cánh tay của Hạ Thiên. Hạ Thiên lóe lên rồi biến mất, khoảnh khắc sau hắn đã xuất hiện ở cửa ra vào của công ty công nghệ Lam Thiên, sau đó hắn đi vào bên trong không nhanh không chậm. Ủa, Hạ Thiên sao? Người đầu tiên phát hiện ra Hạ Thiên chính là Khổng Mính, nàng có vẻ rất kinh ngạc, sau đó nàng lớn tiếng nói một câu. Tôn Hinh Hinh, cậu ra đây đàn ông nhà cậu đã đến khổng mính, ồn ào gì vậy giọng nói của tôn hình hình từ trong phòng làm việc truyền ra ngay sau đó nàng đã đến bên cửa đừng nói lung tung hạ thiên còn đang á tôn hình hình còn chưa dứt lời thì đã hô lên một tiếng hạ thiên cậu cậu đã quay lại rồi sao tôn hình hình không đợi hạ thiên trả lời mà trực tiếp chạy tới nhào vào lòng hạ thiên ánh mắt chợt đỏ này hạ thiên cậu đã trở lại nếu cậu không quay lại thì sợ rằng Hinh Hinh sẽ bị nạy đi mất. Khổng Mính ở bên cạnh nói một câu. Khổng Mính, bạn nói gì vậy? Tôn Hinh Hinh lập tức nôn nóng. Hạ Thiên, cậu đừng nghe cô ấy nói lung tung, không có chuyện này đâu. Tôn Hinh Hinh, thật sự không có ai theo đuổi bạn sao? Khổng Mính cũng ra vẻ vô tội. Chị Hinh, tên nào không biết sống chế muốn có ý với chị? Hạ Thiên lập tức mất hứng. Chị nói cho tôi biết, tôi sẽ đi xử lý hắn. chương 740, thiên sứ hay là điều nhân? Hạ thiên, cậu đừng nghe khổng mính nói lung tung, bạn ấy chỉ sợ thiên hạ không loạn, có người muốn theo đuổi tôi, nhưng tôi đã sớm từ chối rồi. Tôn hình hình sợ hạ thiên hiểu lầm, sau đó nàng lại giải thích. Tôi đã nói với anh ta rất rõ ràng, tôi đã có bạn trai. Khổng mính lập tức mất vui. Này tôn hình hình, không nói như vậy được, chẳng lẽ mình là người sợ thiên hạ không loạn, bạn từ chối người ta là đúng, nhưng hình như người ta còn chưa hết hy vọng, cứ hai ba ngày lại đến tìm một lần. Khổng Mính không đợi Tôn Hinh Hình mở miệng mà nhìn Hạ Thiên nói. Tôi nói này Hạ Thiên, cậu cần phải giám sát Hinh Hình chặt một chút, nếu không bạn ấy mà bị người ta nại đi, cậu khóc cũng không kịp. Khổng Mính, bạn đừng nói lung tung, tôi sẽ tức giận. Tôn Hình Hình có chút tức giận. Được rồi, xem như mình chưa nói. Khổng Mính bĩu môi, sau đó nàng lại thầm lấy một câu. Nhưng vì muốn tốt cho bạn mà thôi, cũng không phải Hạ Thiên lâu rồi chưa đến tìm bạn sao. Hạ Thiên, chúng ta ra ngoài. Tôn Hình Hình có vẻ không để ý đến khổng mính, nàng cũng biết khổng mính muốn tốt cho mình, muốn Hạ Thiên coi trọng mình một chút. Nhưng vấn đề là khổng mính không hiểu Hạ Thiên, nếu nói như vậy thì Hạ Thiên sẽ làm ngược lại, nếu hắn hiểu lầm thì chết. Hạ Thiên rõ ràng rất tán thành điều này, Diệp Mộng Oánh còn đang chờ bên ngoài. Hai người cùng nhau rời khỏi công ty công nghệ Lam Thiên, nhưng bọn họ còn chưa kịp đến trước mặt Diệp Mộng Oánh thì có một người đàn ông tiến lên nhiệt tình chào hỏi Tôn Hinh Hinh. "Tôn tiểu thư, tan tầm rồi sao?" Người đàn ông này hơn 30, mặc tây trang và giày đen bóng loáng, cách ăn mặc là không tệ nhưng tướng mạo thật sự là không ra gì. Người này chỉ có thể dùng từ xấu để miêu tả, như vậy sẽ không quá phận, dù trên mặt hắn là nụ cười ôn hòa giống như muốn tạo nên sức quyến rũ của mình nhưng Hạ Thiên thấy người này thật sự phù hợp với danh từ mặt người giả thú, căn bản là một con khỉ mặc Tây Trang. Đúng vậy, đường tiên sinh, tôi vừa tan tầm. Tôn Hình Hình cao mày nhưng vẫn khách khí trả lời một câu. Tôn Tiểu Thư, bây giờ là giữa trưa, không bằng chúng ta đi dùng cơm nhé. Người đàn ông lại tiếp tục nói. Thật xin lỗi, đường tiên sinh, tôi đã nói với anh rất rõ ràng, làm phiền anh sau này đừng đến làm phiền tôi nữa. Tôn Hình Hình có chút bất mãn, người này không nghe thấy gì sao nàng đã nói nhiều lần những lời như vậy vì sao đối phương dây dưa không bỏ tôn tiểu thư anh cũng đã nói với em rất rõ ràng trừ khi em đồng ý cho anh đầu tư vào công ty của em hơn nữa còn tình nguyện làm bạn gái của anh nếu không anh sẽ mãi tìm em đường tiên sinh dùng giọng không chút hoang mang nói hạ thiên lập tức hiểu ra chị hinh con khỉ này chính là tên khốn mà khổng minh nói theo đuổi chị sao à đúng là hắn tôn hình hình khẽ lên tiếng nàng lập tức nói một câu cậu đừng ra tay tôi sẽ nói rõ ràng với anh ta tôn hình hình sợ hạ thiên ra tay đánh người vì vậy nàng không đợi hạ thiên đáp lời mà quay sang đường tiên sinh tiếp tục nói đường tiên sinh tôi đã nói rồi tôi đã có bạn trai nếu anh muốn đầu tư vào công ty anh có thể thương lượng với bạn trai tôi vì cậu ấy là ông chủ công ty tôn hình hình ôm lấy cánh tay hạ thiên sau đó nàng tiếp tục nói đường tiên sinh đây là bạn trai của tôi là hạ thiên tôn hình hình dừng lại một chút rồi nói với hạ thiên đây là đường vĩ quân tiên sinh là nhà thiên sứ đầu tư nổi tiếng trong nước anh ta muốn đầu tư vào công ty lam thiên của chúng ta thiên sứ sao hạ thiên dùng ánh mắt buồn bực nhìn đường vĩ quân thiên sứ không phải là một người mọc ra cánh chim sao con khỉ này sao không có cánh tôn hình hình chợt ngẩn ngơ sau đó thiếu chút nữa thì bật cười Hạ Thiên, thật ra thiên sứ đầu tư là nói về. Tôn Hình Hình muốn giải thích cho Hạ Thiên về chuyện thiên sứ đầu tư, nhưng hắn không có hứng thú với vấn đề này, vì vậy hắn mở miệng cắt đứt lời của nàng. Chỉ thấy Hạ Thiên chừng mắt nhìn đường vĩ quân, vẻ mặt bất mãn. Này, con khỉ chết tiệt, dù chú là thiên sứ hay điều nhân, sau này cách xa vợ anh ra một chút, nếu không anh cho chú thành chim chết. Gương mặt Tôn Hình Hình hơi đỏ lên, Hạ Thiên Hình như nói có chút thô tục, Tôn tiểu thư, anh vốn định chúc mừng em có bạn trai, nhưng bây giờ anh lại phát hiện tư chất của bạn trai em quá kém, anh nghĩ rằng mình thích hợp hơn hắn." Đường Vĩ Quân vẫn mang theo nụ cười, nhìn qua có vẻ rất biết cách ẩn nhẫn. Nhưng người này rất lớn gan, rõ ràng muốn đào tường trước mặt Hạ Thiên. Hạ Thiên trực tiếp tung ra một cước vào ngay đúng quần của Đường Vĩ Quân. Đường Vĩ Quân vừa rồi còn nở nụ cười, bây giờ hắn lập tức phát ra tiếng kêu thảm hăn vang ra rồi bụng lấy bộ hạ ngã xuống đất đau đến mức quay cuồng tôn hình hình chợt ngẩn ngơ trong đầu không khỏi có ý nghĩ kỳ dị hạ thiên không phải tung một cước đá nát hàng của đường vĩ quân đấy chứ đúng là quá ngu cần ăn đòn hạ thiên dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn đường vĩ quân sau đó hắn thuận tay ôm lấy tôn hình hình chị hinh chúng ta đi thôi mỹ nữ tỷ tỷ đang đứng bên kia chờ chúng ta à được tôn hình hình nhìn đường vĩ quân nằm trên mặt đất nàng cũng không nói gì nữa. Tuy bộ dạng đối phương có chút đáng thương, nhưng rõ ràng là gieo gió gặt bão, ai bảo cứ dây vào nàng. Hai người nhanh chóng đi đến cửa thang máy, lúc này Diệp Mộng Oánh cũng đang đứng chờ, nàng khẽ gật đầu với Tôn Hinh Hinh coi như chào hỏi, sau đó cũng tự nhiên khoác lấy một cánh tay của Hạ Thiên Tiến vào thang máy. Ba người nhanh chóng đi vào nhà hàng chuyên nấu cơm cho Diệp Mộng Oánh ở trước tòa nhà Hải Giang, sau khi ngồi xuống Diệp Mộng Oánh thuận miệng hỏi. Chồng, có phải cậu vừa đánh người không? Đúng vậy, có một tên ngốc là Đường Vĩ Quân muốn cướp chị hình của tôi, đúng là muốn chết. Hạ Thiên có chút bất mãn. Hắn còn nói mình là cái gì thiên sứ, lần sau nếu còn tiếp tục chọc tôi, tôi sẽ trực tiếp ném hắn xuống tòa nhà Hải Giang để xem hắn có cánh không. Đường Vĩ Quân sao? Diệp Mộng Oánh chợt nhíu mày. Là thiên sứ đầu tư à? À, đúng là anh ta, anh ta rất có hứng thú với công ty Lam Thiên muốn đầu tư cho chúng tôi nhưng lại muốn khống chế cổ phần nhưng chúng tôi không đồng ý anh ta cứ quấn lấy tôi rất phiền tôn hình hình ở bên cạnh giải thích diệp mộng oánh khẽ gật đầu người này tôi cũng hiểu vài phần nghe nói có khá nhiều tài chính ánh mắt đầu tư rất chuẩn xem như là một thiên sứ đầu tư diệp mộng oánh dừng lại rồi nói đúng rồi công ty của các chị bây giờ thiếu tài chính sao audio điện tử võ tấn bền